Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 1281, nhân cách phân biệt. Băng băng, chị nhớ tôi không? Tôi sẽ sang ngay. Hạ Thiên tiếp điện thoại, hắn nhanh chóng nói, đối với Lãnh Băng Băng hắn luôn có một tình cảm tha thiết, hắn cũng không che giấu nó, mỗi lần nàng muốn, hắn luôn xuất hiện. Cũng vì vậy mà khi nhận được điện thoại của Lãnh Băng Băng, Hạ Thiên cũng không hỏi có chuyện gì, chuẩn bị chạy đến. Tôi chưa về nhà. Lãnh Băng Băng vội vàng nói. Tôi còn ở đồn cảnh sát. Tôi sẽ nhanh chóng đến đồn cảnh sát. Hạ Thiên cũng không hỏi có chuyện gì mà cúp điện thoại, sau đó nhìn Cố Hàm Sương. Sương nha đầu, chị cứ đưa tất cả về nhà, tôi đi tìm Băng Băng, thuận tiện nói với Tiểu Kiều, tối tôi không về. Vâng, thiếu gia. Cố Hàm Sương lên tiếng, nàng chưa dứt lời thì Hạ Thiên đã biến mất. Tiểu Yêu Tinh không nhịn được phải lẩm bẩm. Chồng quá bất công, sao lại yêu mến chị Băng Băng kia như vậy? Vài giây sau Tiểu Yêu Tinh bắt đầu tự trả lời. Chắc ngực lớn lắm đây. Hạ Thiên dùng tốc độ nhanh nhất đến cục công an quận Đông, lần này hắn trực tiếp bay lên trời, vì vậy chỉ vài phút đã tìm đến với Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng cũng không ở trong phòng làm việc, nàng đang đứng ở ngoài phòng thẩm vấn, xem ra đang bận rộn vì một vụ án nào đó. Băng Băng, đã muộn rồi, sao còn ở đây? Đi, tôi đưa chị về nhà. Hạ Thiên vừa thấy Lãnh Băng Băng thì định kéo đi. Trong cục công an cũng không thiếu người, ai cũng tán thành lời nói của Hạ Thiên, đã trễ rồi, nên về nhà. Phải biết rằng bây giờ đã 10 giờ tối nhưng cục trưởng Lãnh Băng Băng có mang vẫn ở lại, mọi người cũng không dám ra về, vì thế ai cũng mong ngóng nàng tan tầm, như vậy bọn họ mới có thể ra về. Còn Hạ Thiên, tuy xuất hiện đột ngột nhưng cũng không làm người khác bất ngờ, vì mỗi lần hắn đều xuất hiện như vậy. Có một vụ hung án giết người, nếu không sớm vạch trần sẽ làm lòng người bàng hoàng. Lãnh Băng Băng khẽ giải thích. Sức khỏe của tôi không có vấn đề, cậu cũng không phải không biết, tôi tuy có mang nhưng còn mạnh hơn cả người bình thường. Những lời này của Lãnh Băng Băng thật sự không phải là giả, nếu sức khỏe của nàng có vấn đề, nàng có dám tiếp tục điên cuồng trên giường với Hạ Thiên cả tháng qua sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dù nàng dám thì Hạ Thiên cũng không dám. Băng Băng, vụ án này chỉ giao cho bọn họ đi làm là được. Hạ Thiên nói đến đây thì dùng ánh mắt bất mãn nhìn đám cảnh sát khác. Này, các anh không thể nhanh chóng bắt hung thủ sao? Mọi người tỏ ra xấu hổ, bọn họ cũng không dám nói Lãnh Băng Băng không nên nắm vụ này. Tất nhiên bọn họ phải thừa nhận, nếu Lãnh Băng Băng xử lý vụ án thì tốc độ phá án sẽ nhanh hơn rất nhiều. Vì vậy mà khi vụ án được báo cho cảnh sát vào buổi sáng, sự việc đã phát sinh trong đêm, đến trưa thì Lãnh Băng Băng đã xác định được người hiểm nghi, mà đến tối thì kẻ này đã bị bắt về đồn, sau đó bắt đầu thẩm vấn. Nhưng khi thẩm vấn thì phát sinh phiền phức, vì thế lúc này cũng không có thêm tiến triển gì. Thật ra tôi đã bắt được một kẻ tình nghi, bây giờ đang trong phòng thẩm vấn, nhưng có một vấn đề, tôi vừa rồi điện thoại định hỏi cậu, không ngờ cậu đã chạy đến đây. Lãnh Băng Băng khẽ nói. Hạ Thiên lúc này mới hiểu, vị vợ cảnh sát tỷ tỷ này điện thoại cho mình là có điều cần hỏi. Băng Băng, chị có nghi vấn về vấn đề gì? Hạ Thiên liền hỏi, hắn thầm nghĩ giúp Lãnh Băng Băng giải quyết tên tình nghi này, sau đó đưa nàng về nhà. Cậu xem đoạn băng này đi. Lãnh Băng Băng mở một đoạn băng, bên trong có một người đàn ông bình tĩnh đi đến thang máy, người này đeo bao tay, còn mang theo một túi đồ lớn, trên đầu đeo mũ, nhìn giống như đang cố gắng che giấu hành tung. Nhưng khi người này đi vào thang máy lại giống như bị thứ gì đó kích thích, vô thức gãi gãi cổ, sau đó không cẩn thận ngẩng đầu lên để cho camera chụp được gương mặt. Đây là nội dung camera khi vụ án xảy ra, người này cũng là kẻ bị hiểm nghi lớn nhất, hắn và người bị hại có quen biết, nhưng cũng có chút hiềm khích, vì vậy mà chúng tôi mới bắt đến, cậu xem, cậu có cảm thấy bọn họ là một không? Lãnh Băng Băng vừa nói vừa đưa một tấm hình cho Hạ Thiên. Đây là hình tôi vừa chụp. Có vẻ là một người. Hạ Thiên nhìn rồi gật đầu. Căn cứ vào phần mềm máy tính thì đây cũng là một người, nhưng khi chúng tôi đưa người về thì phát hiện một vấn đề. Lãnh Băng Băng kéo Hạ Thiên đẩy cửa đi vào phòng thẩm vấn, sau đó nàng chỉ vào kẻ tình nghi rồi nói. Cậu xem, chính là anh ta, tên là Vương Thượng Quang. Hạ Thiên nhìn qua, nhìn dung mạo thì tên Vương Thượng Quang này thật sự là giống hệt như hình ảnh trên camera, cũng là một người đàn ông hơn 40. Nhìn vẻ mặt có chút thất vọng, nhưng khi nhìn vào lại thấy không đúng. Sao hắn lại đi xe lăn? Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi. Đây là vấn đề,
8 năm trước anh ta gặp tai nạn xe hơi, sau đó luôn ngồi trong xe lăn, không riêng gì anh ta có thể chứng minh, bệnh viện cũng có thể chứng minh. Lãnh Băng Băng khẽ nói. Bây giờ vấn đề là như vậy, căn cứ vào hình ảnh, chúng ta xác định là anh ta, nhưng anh ta bị liệt, căn bản không thể đi lại, vì thế không tương xứng với hình ảnh trong đoạn băng. Hơn nữa một người ngồi xe lăn muốn hành hung kẻ khác cũng không thể, chúng tôi đã vào bệnh viện điều tra, tuần trước anh ta đến kiểm tra, tình huống vẫn không chút tốt đẹp, hai chân vô lực, không có khả năng đi lại. Nhưng tôi lại cảm thấy hung thủ chính là anh ấy, vì vậy mới hỏi cậu, một người liệt có thể đột nhiên đứng lên không? Băng Băng, điều này thật ra cũng có thể, có vài người bị liệt chẳng qua vì gặp vấn đề về tâm lý, gặp phải kích thích thì có thể đứng lên. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Còn có một số tên giả vờ liệt, cũng không phải là thật sự bị liệt. Cậu biết tình huống của anh ta là thế nào không? Lãnh Băng Băng lại hỏi. À, trước tiên tôi kiểm tra cái đã. Hạ Thiên đi đến bên cạnh bàn thẩm vấn, hắn vươn tay chụp lấy tay của Vương Thượng Quang. Cậu làm gì? Vương Thượng Quang chợt có chút hoảng sợ, hắn la lên, giống như có chút sợ hãi vì bị người khác đụng vào người. Hạ Thiên không quan tâm đến Vương Thượng Quang, hắn thu hồi tay, sau đó dùng ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn đối phương. Thì ra anh là một kẻ điên. Tôi không điên. Vương Thượng Quang dùng ánh mắt căm thù nhìn Hạ Thiên, còn có chú sợ hãi. Chồng, anh ta bị tâm thần sao? Có ý gì? Lãnh Băng Băng cũng có chút mơ hồ. Đám cảnh sát đang nhìn vào camera quản chế cũng phát bực, người này chỉ là tàn phế mà thôi, sao lại tâm thần rồi? Băng Băng, trước kia tôi đã gặp qua nhiều kẻ tâm thần, vì vậy tôi có thể thấy rõ, người này thật ra bị bệnh tâm thần. À, cụ thể là bị bệnh đa nhân cách. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Trong người anh ta có hai nhân cách, trong đó có một nhân cách khi mạnh mẽ sẽ cảm thấy chân bị liệt, không thể nào đi lại, nhưng khi một nhân cách khác bùng lên, hắn sẽ trở lại là kẻ bình thường. Tôi đã điều tra tình huống cụ thể của anh ta, trước kia từng bị thương, nhưng bây giờ thương thế đã cực kỳ tốt, không ảnh hưởng gì đến chân. Hạ Thiên nói đến đây thì nắm chặt lấy eo nhỏ của Lãnh Băng Băng. Băng Băng, trực tiếp giam anh ta lại, anh ta là hung thủ giết người, bây giờ chúng ta không còn việc gì, chúng ta về thôi. Lãnh Băng Băng lại lắc đầu, nàng chợt lo lắng. Chồng, việc này chỉ sợ không dễ giải quyết như vậy, nếu anh ta thật sự là đa nhân cách, như vậy càng thêm phiền. Vì căn bản không thể nhận hình phạt, nhiều lắm chỉ có thể đưa vào bệnh viện tâm thần mà thôi. Ha 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 ha. Vương Thượng Quang chút đó có chút sợ hãi chợt cười lên như điên, sau đó đứng khỏi xe lăn nở nụ cười đắc ý. Đúng vậy, người là tao giết, chúng mày căn bản đếch là gì được tao, tao là bệnh nhân tâm thần, kẻ tâm thần giết người sẽ không phải ngồi tù, ha ha ha. Vương Thượng Quang, đừng kiêu ngạo như vậy, dù anh không phải ngồi tù cũng phải chết dần trong bệnh viện tâm thần. Lãnh Băng Băng hừ một tiếng nói. Không sao, tao sẽ ra ngay thôi. Vương Thượng Quang chẳng quan tâm. Còn nữa, đừng gọi tao là Vương Thượng Quang, tao không phải là thằng Vương Thượng Quang phế vật kia, tao là Vương Quang Thượng. Dù là ai cũng không bắt được tao, cô cũng nên cẩn thận, sau này ra khỏi bệnh viện tâm thần, tao sẽ cho biết tay. Thằng này quá kiêu ngạo. Đám cảnh sát bên ngoài phòng thẩm vấn chợt nổi nóng, sau đó lại có chút đồng tình. Thằng ngu kia dám hù cục trưởng Lãnh trước mặt Hạ Thiên. Thằng ngu. Hạ Thiên nhìn tên khốn tự xưng là Vương Quang Thượng. Mày chết chắc rồi. Hạ Thiên lấy ngân châm, định đâm chết đối phương, nhưng Lãnh Băng Băng giữ lại. Đừng, không nên giết hắn như vậy. Đám cảnh sát bên ngoài chợt ngây người, Hạ Thiên đúng là trâu bò, muốn xử lý đối phương mà không chút cố kỵ. Được rồi, tôi sẽ cho đối phương biết tay. Hạ Thiên cầm ngân châm đâm vài cái lên người Vương Quang Thượng. Sau đó nhìn Lãnh Băng Băng. Băng Băng, người này có một phần nhân cách đã bị tôi phong bế, bây giờ hắn chỉ còn một nhân cách, vì vậy không còn là bệnh tâm thần, trực tiếp nhốt vào tù là được. À, chỉ có thể đưa hắn đến bệnh viện kiểm tra, có thể phát hiện đối phương giả liệt, không phải tên này giết cả nhà người ta sao? Tử hình là cái chắc. À, chỉ cần tinh thần không có vấn đề, chắc chắn sẽ bị phán tử hình. Lãnh Băng Băng cũng rất xác định, sau đó nàng thở dài một hơi. Chồng, bây giờ không có vấn đề, đã giải quyết hết rồi. Chương 1282, đội đặc biệt Băng Băng. Lãnh Băng Băng kéo tay Hạ Thiên ra khỏi phòng thẩm vấn, sau đó nàng nhìn mọi người rồi thản nhiên nói. Vụ án này bắt đầu thẩm vấn lại, những văn bản và số liệu trước đó đều hủy, tất cả những vấn đề còn lại giao cho mọi người. Các anh cần làm tốt chứng cứ,
phải có lời giải thích rõ ràng cho người bị hại, không cho loại khốn nạn kia nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, hiểu chưa? Vâng, cục trưởng. Mọi người cùng lên tiếng. Để lại vài người thẩm vấn, những người khác về nhà nghỉ ngơi, tôi cũng về nhà. Lãnh Băng Băng còn nói thêm. Nếu Hạ Thiên không đến thì Lãnh Băng Băng rõ ràng còn phải xử lý vụ này, nhưng bây giờ nàng muốn cùng Hạ Thiên đi về, dù sao vụ án đã phá xong, lúc này chồng quan trọng hơn. Khi nghe được Lãnh Băng Băng nói như vậy, Hạ Thiên trực tiếp bế nàng lên, khoảnh khắc sau đã biến mất, ngay sau đó cả hai về đến biệt thự ở khu dân cư Cảnh Uyển. Một đêm này cực kỳ nóng bỏng với Lãnh Băng Băng, nàng lại lấy sự nhiệt tình của mình để hòa tan với Hạ Thiên, hai bên giao hòa, cả đêm không phân cách. Mãi đến sáng sớm Lãnh Băng Băng mới mềm nhũn vô lực dựa lên người Hạ Thiên, cơ thể vẫn nóng như lửa, chỉ là không còn chút khí lực. Chồng, tôi muốn nói với cậu một chuyện. Lãnh Băng Băng vẫn giống như chưa muốn ngủ. Băng Băng, chị muốn nói gì? Hạ Thiên vẫn dùng hai tay tuần tra tới lui trên người Lãnh Băng Băng, hưởng thụ xúc cảm da thịt tuyệt vời của nàng. Trước đó vài ngày Mộng Oánh có đi tìm tôi, cô ấy hy vọng tôi có thể quy hoạch cuộc sống với mọi người. Tôi cũng rất tán thành lời nói của cô ấy. Dù sao sau này chúng ta sẽ ở cùng bên nhau, rất nhiều chuyện cần quy hoạch. Lãnh Băng Băng khẽ nói. Mộng Oánh và Tiểu Kiều quyết định sau này sẽ làm những gì mình am hiểu nhất, quản lý công ty và đầu tư, dù sao thì chúng ta cũng cần tiền. Hình Hình sẽ giúp đỡ hai người bọn họ quản lý công ty, dù sao công ty cũng rất lớn, nếu ném tất cả cho hai người bọn họ quản lý cũng rất bận rộn. Còn Vân Mạn, cô ấy một lòng làm từ thiện. Vì làm từ thiện không những giúp cho trẻ em cơ nhỡ, còn có thể tích phúc. Khả Khả thì tạm thời vẫn là ngôi sao, cô ấy nói từ nhỏ đã thích quay phim, không thể không làm ngôi sao. Thư Tịnh thì muốn phát triển ở phương diện thể hình, thẩm mỹ. Lãnh Băng Băng nói đến đây thì chợt ngừng lại, sau đó nàng mới tiếp tục. Tóm lại các cô ấy bây giờ đều có lý tưởng cho tương lai, hơn nữa mục tiêu của các cô ấy cũng rất xa. Mộng Oánh và Tiểu Kiều có hỏi tôi, muốn làm gì? Khi ấy tôi nói muốn tiếp tục làm cảnh sát, các cô ấy nói, sau này tôi sẽ lên làm cục trưởng cục công an thành phố, cục trưởng cục công an tỉnh. Đó không phải là vấn đề, nhưng vài ngày qua tôi đã suy nghĩ cẩn thận, tôi phát hiện, thật ra đó không phải là thứ tôi muốn. Băng Băng, chị không thích làm cảnh sát sao? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, sau đó tỏ ra vui sướng. Thật ra không làm cảnh sát cũng tốt, trước kia tôi đã nói với chị rồi, chị đã nói không cần làm cảnh sát. Vậy làm vợ chuyên trách là được. Tôi không phải không muốn làm cảnh sát, tôi muốn làm cảnh sát, nhưng tôi không muốn như lời của Mộng Oánh và Tiểu Kiều, tôi cũng không muốn làm cục trưởng cục công an thành phố gì đó. Thật ra tôi cũng không muốn làm một cục trưởng phân cục như lúc này. Lãnh Băng Băng khẽ nói. Tôi muốn làm một cảnh sát bình thường, tôi thích đi phá án, tôi không có ước mơ gì quá lớn, tôi muốn tự tay mình đi bắt tội phạm. Tôi nghĩ như vậy, không muốn thăng chức, thật ra đối với tôi. Nếu như có thể cho tôi một nhóm người để cho tôi điều tra bất kỳ vụ án nào, như vậy là được. Băng Băng, nếu chị nghĩ như vậy thì cứ làm như thế, tuy tôi cảm thấy như vậy sẽ vất vả, nhưng nếu chị thích, tôi nhất định sẽ cho chị đi làm. Hạ Thiên hầu như không do dự mà nói ra ý nghĩ của mình. Nhưng nghĩ đến vấn đề các cô ấy đều làm chuyện lớn, tôi chỉ là một cảnh sát bình thường, điều này hình như không tốt lắm thì phải. Lãnh Băng Băng nói bằng giọng có chút lo lắng. Băng Băng. Làm vợ của tôi chính là một chuyện lớn, những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, tóm lại chị muốn làm gì cũng được, chị muốn làm cảnh sát bình thường thì là cảnh sát bình thường, chỉ cần đơn giản như vậy mà thôi. Hạ Thiên vẫn dùng giọng không chút do dự nói. Thật ra tôi muốn về lại cục công an thành phố, sau đó thành lập một tổ điều tra các vụ trọng án trong thành phố, tôi chỉ chuyên môn phá án, không để ý đến phương diện nhân sự. Vì vậy cũng không cần làm cục trưởng hoặc cấp cao hơn. Nhưng tôi hy vọng khi tra án cũng không có người tùy tiện đến ngăn cản. Nói cách khác tuy chúng tôi là tổ trọng án nhưng cũng phải có quyền hạn cao, vì vậy mới thật sự muốn điều tra vụ nào cũng được. Lãnh Băng Băng khẽ nói ra quy hoạch tương lai cho chính mình, tương lai của nàng chính là buổi tối làm vợ hiền, sau này còn là một người mẹ tốt, nàng không muốn cuộc sống phức tạp, lý tưởng của nàng chỉ đơn giản như vậy thôi. Băng Băng, tôi biết rồi, tôi sẽ để chị muốn làm gì thì làm, bây giờ thì đi ngủ thôi. Hạ Thiên khẽ nói. Ừ. Lãnh Băng Băng khẽ lên tiếng, sau đó nàng ghé vào người Hạ Thiên rồi ngủ thật say. Hạ Thiên lấy điện thoại ra gọi đi. Vài phút sau Hạ Thiên cúp điện thoại, hắn nhìn Lãnh Băng Băng nằm trong lòng mình, lầm bầm. Băng Băng, đến khi chị tỉnh lại,
ước mộng của chị đã trở thành hiện thực. Cơn buồn ngủ nhanh chóng đánh úp lại, Hạ Thiên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hai người ngủ đến trưa, sau đó cùng nhau ăn cơm trưa, Lãnh Băng Băng chuẩn bị đến cục công an. Băng Băng, tôi đưa chị đi. Hạ Thiên vẫn dùng phương pháp đặc biệt của mình để đưa Lãnh Băng Băng đến cục công an. Lãnh Băng Băng cũng không phản đối, ngay sau đó nàng và Hạ Thiên ra khỏi cửa, tiếp theo hắn ôm nàng, bắt đầu quá trình bay lượn. Sau đó Lãnh Băng Băng đáp xuống, trước mắt là một khu nhà lớn, nàng chợt sững sờ. Chồng, cậu đưa đến lộn chỗ rồi, đây không phải là phân cục quận Đông, là cục công an thành phố. Không sai, Băng Băng, sau này chị sẽ đi làm ở đây. Hạ Thiên cười hì hì, sau đó kéo tay Lãnh Băng Băng đi vào cục công an, nhanh chóng đi lên lầu 3, dừng lại ở trước một gian phòng làm việc. Lãnh Băng Băng có chút buồn bực, nhưng khi thấy tấm biển trước cổng thì chợt dở khóc dở cười, điều này. Chồng nàng làm trò gì vậy? Đội đặc biệt Băng Băng. Tấm biển này rõ ràng mới được làm, Lãnh Băng Băng tất nhiên không biết nói gì hơn, ngay sau đó nàng có chút cảm động, nàng cũng không ngốc, nàng lập tức hiểu được, đây là lời nói của Hạ Thiên. Sau khi nàng ngủ và thức dậy thì tất cả sẽ thành hiện thực. Băng Băng, chị thích chỗ này không? Hạ Thiên kéo Lãnh Băng Băng đi vào, đây là một phòng làm việc rất lớn, bên trong đã chuẩn bị tốt bình luận viên, nhưng cũng không có một bóng người. Rất thích. Lãnh Băng Băng khẽ trả lời, sau đó nàng quét mắt nhìn phòng làm việc, lại đi vào bên trong. Nhưng lúc này cửa phòng làm việc mở ra, một nam một nữ từ bên ngoài đi vào, rõ ràng là người quen biết cũ của Hạ Thiên. Hoàng An Bình và Tiêu Mai. Hạ Thiên, Lãnh Băng Băng, các người đã đến. Hoàng An Bình chào hỏi hai người Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng. Đã chuẩn bị xong, Hạ Thiên, những thứ của Lãnh Băng Băng ở phân cục quận Đông đã được đưa đến, đã được sắp xếp trong văn phòng. Hoàng An Bình trên tay còn có một cặp hồ sơ lớn, hắn đưa cho Lãnh Băng Băng. Đây là tất cả tư liệu về cảnh sát thành phố Giang Hải, chỉ có thể chọn bất kỳ người nào để gia nhập vào tổ đặc biệt. Dù cần bao nhiêu người cũng do cô quyết định, cô bỏ chút thời gian mà xem xét, muốn ai có thể chọn. Lãnh Băng Băng tiếp nhận cặp hồ sơ rồi khẽ gật đầu. Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp danh sách. Lãnh Băng Băng quay đầu nhìn Hạ Thiên, sau đó không quan tâm đến vấn đề có ai ở bên cạnh, nàng đưa môi đến hôn lên trán hắn. Chồng, cảm ơn cậu. Hoàng An Bình nhìn hành vi thân mật giữa Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng mà trong lòng có chút cảm khái. Chỉ sau vài tháng mà người đẹp băng giá đã bị Hạ Thiên chụp gọn. Chồng, cậu cứ đi, từ đây đến chiều tôi sẽ xem tài liệu, cậu cũng không cần theo tôi. Lãnh Băng Băng lúc này còn nói thêm. Được rồi, tôi vừa vặn muốn đi tìm mỹ nữ tỷ tỷ có chút chuyện. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Băng Băng, tôi đi trước, nếu chị có gì cần làm, hoặc có gì không hài lòng, chị có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ cho người ta chuẩn bị tốt. À, tôi biết rồi. Cậu cứ đi tìm Mộng Oánh đi. Lãnh Băng Băng khẽ lên tiếng. Hoàng An Bình ở bên cạnh lại cảm khái, đồng nghiệp nhưng không đồng mệnh, hắn sao không gặp một người phụ nữ như vậy. Nếu hắn muốn đi tìm người phụ nữ khác, sợ rằng Tiêu Mai sẽ trực tiếp đánh hắn. Này, Hạ Thiên. Hoàng An Bình hô một tiếng, đang định hẹn một bữa cơm, nối cảm tình, nhưng hắn vừa gọi thì Hạ Thiên đã biến mất. Anh gọi cậu ấy có chuyện gì sao? Lãnh Băng Băng lại nghe, nàng hỏi. À, không có gì. Hoàng An Bình nở nụ cười ngượng ngùng, quyết định không nên tự mất mặt. Hắn thấy Hạ Thiên đã đi quá xa, mình căn bản khó với tới. Hạ Thiên đi đến tòa nhà Hải Giang, hắn không tìm được Diệp Mộng Oánh trong phòng làm việc, vì Diệp Mộng Oánh bây giờ đang ở tổng bộ của tập đoàn Thần Y. Vì vậy Hạ Thiên đến tổng bộ của tập đoàn Thần Y, sau đó tìm được Diệp Mộng Oánh trong một phòng làm việc rất rộng, nhưng lúc này trong phòng không phải chỉ có Diệp Mộng Oánh, còn có một người khác. Khá quen thuộc với hắn, là tam thẩm của Liễu Vân Mạn, là Mai Nhược Đình. Hạ Thần Y, chào cậu. Khi thấy Hạ Thiên, Mai Nhược Đình vội vàng cùng chào hỏi, sau đó đứng lên. Giám đốc Diệp, tôi ra ngoài trước. Chương 1283, là nơi cùng chồng làm việc. Hạ Thiên nhìn bóng lưng Mai Nhược Đình, sau đó lầu bầu. Cô ấy vẫn chưa cho Liễu Kỳ mọc sừng, đúng là quá thần kỳ. Diệp Mộng Oánh nghe nói như vậy thì có chút dở khóc dở cười. Cậu hy vọng Liễu Kỳ bị cắm sừng như vậy sao? Tất nhiên rồi, tên kia không phải thứ gì tốt đẹp, mà cũng kỳ quái, Liễu Kỳ kia không biết đã chết rồi hay sao mà đi nước ngoài còn chưa quay về. Hạ Thiên cảm thấy sự việc có chút thần kỳ, chẳng lẽ Liễu Kỳ kia chết thật rồi? Biết đâu ông ta thích ở nước ngoài, hoặc bị người đẹp nước ngoài quyến rũ rồi.
Diệp Mộng Oánh khẽ cười nói. Tên kia là thái giám, sao có thể bị người đẹp hấp dẫn? Bị đàn ông hấp dẫn mới đúng. Hạ Thiên đi đến sau lưng Diệp Mộng Oánh, sau đó hai tay đặt lên vai nàng, xoa bóp vài cái, cuối cùng hai bàn tay bắt đầu đi xuống, chui vào cổ áo, rơi lên vị trí đàn hồi nhất. Gương mặt trắng nõn của Diệp Mộng Oánh có chút đỏ ửng, nhưng nàng vẫn giả vờ điềm tĩnh ngồi yên trên ghế, đồng thời tiếp tục chuyển chủ đề. Không nói đến Liễu Kỳ, có phải cậu đến đây có chuyện không? Tất nhiên là có chuyện. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Chuyện gì? Diệp Mộng Oánh hỏi. Mỹ nữ tỷ tỷ, tôi đang làm việc đó đây. Hạ Thiên cười hì hì nói, ngón tay càng thêm linh động. Ừ. Diệp Mộng Oánh không khỏi khẽ rên một tiếng, sau đó năn nỉ. Chồng, không cần như vậy, nơi này là phòng làm việc, tôi còn nhiều việc cần phải làm, nếu cậu muốn, đến tối tôi đến với cậu. Mỹ nữ tỷ tỷ, nơi này là phòng làm việc, đúng là phòng làm việc, đây là chỗ làm việc với chồng. Hạ Thiên cười hì hì. Vì vậy, trước tiên chị phải làm việc đúng đắn với chồng cái đã. Nào có người nào nói như cậu, ừ, đừng, đóng cửa lại. Diệp Mộng Oánh nhanh chóng bị khuất phục, sau đó nàng bắt đầu tận lực làm việc với chồng ngay trên bàn làm việc của mình. Lúc này Diệp Mộng Oánh bắt đầu bội phục những dự kiến trước kia của mình. Trước đó khi sắp xếp và lắp đặt thiết bị ở phòng làm việc này, nàng cố ý yêu cầu cách âm tốt nhất, đảm bảo bên trong có xảy ra bất kỳ vấn đề gì thì bên ngoài cũng không nghe thấy được. Bây giờ nàng có thể tận tình phát ra những âm thanh của mình mà không ngại bị phát hiện. Một lúc rất lâu sau thì trận chiến trong phòng làm việc mới kết thúc, Diệp Mộng Oánh lại ăn mặc chỉnh tề ngồi xuống ghế nhưng vẻ mặt vẫn đỏ ửng, hai hàng chân mày đầy nét xuân sắc, rất quyến rũ động lòng người, vì vậy mà làm cho Hạ Thiên sinh ra xúc động tiếp tục chiến đấu. Chồng, có phải cậu lại đi? Diệp Mộng Oánh không nhịn được phải hỏi, nếu là chồng chuẩn bị đi, nàng cũng chỉ có thể làm chút chuyện chính thức. Mỹ nữ tỷ tỷ, thật ra tôi còn vài việc nhỏ khác. Hạ Thiên cười hì hì. Vợ tiểu yêu tinh nói đã giúp chị tìm ra được tên gián điệp có phải không? Ừ, là gián điệp của tập đoàn Nhã Lai Âu, muốn tìm những tin tức bí mật của chúng ta, nhưng đã bị tôi giải quyết, chồng không cần quan tâm. Diệp Mộng Oánh khẽ gật đầu. Lúc này nàng bắt đầu ý thức được, chồng đến đây cũng vì việc chính sự, nhưng hắn đến đây trước tiên ăn sạch nàng mới làm việc khác. Mỹ nữ tỷ tỷ, tôi thấy tập đoàn Nhã Lai Âu kia rất phiền phức, đã vài lần gây phiền cho chúng ta, vì vậy tôi có quyết định, chúng ta nên đánh sập công ty kia cho rồi. Hạ Thiên trực tiếp nói ra ý nghĩ của mình. Nhưng, chồng, tập đoàn Nhã Lai Âu rất lớn, muốn đánh sập cũng không dễ dàng. Diệp Mộng Oánh khẽ nói. Không phải công ty kia chuyên sản xuất đồ trang điểm và nước hoa sao? Tôi cảm thấy làm bọn họ sụp đổ rất đơn giản, chỉ cần bọn họ bán thứ gì chúng ta cũng bán thứ đó, chỉ cần người ta mua đồ của chúng ta, không mua của bọn họ, như vậy không cần chúng ta làm gì, công ty của bọn họ cũng sẽ sụp đổ. Hạ Thiên lần này thật sự không có ý nghĩ đi xử lý đám lãnh đạo của tập đoàn Nhã Lai Âu, vì hắn biết rõ công ty không ở trong nước, bây giờ hắn cũng không có tâm tư đi ra nước ngoài xử lý người khác. À. Điều này cũng có thể thực hiện được. Diệp Mộng Oánh khẽ gật đầu. Nhưng tập đoàn Nhã Lai Âu có rất nhiều sản phẩm, chúng ta muốn cạnh tranh với bọn họ thì cũng phải có nhiều sản phẩm. Mỹ nữ tỷ tỷ, rất đơn giản, chỉ muốn bao nhiêu tôi cho bấy nhiêu, dù sao cũng là những thứ tốt hơn so với tập đoàn Nhã Lai Âu, chỉ cần giá cả như nhau, mọi người sẽ mua của chúng ta. Đến khi tập đoàn Nhã Lai Âu không bán được hàng, như vậy bọn họ sẽ phá sản. Hạ Thiên dù không phải là người kinh doanh nhưng đạo lý đơn giản như vậy cũng hiểu. À, chồng nói đúng, chúng ta có thể làm như vậy, nhưng bây giờ chúng ta còn trong thời điểm tuyên bố ngừng sản xuất, vì vậy còn cần một thời gian sau mới có thể bán hàng. Diệp Mộng Oánh suy nghĩ rồi bổ sung thêm. Nếu không, chồng cứ đưa ra cách điều chế, chúng ta vừa vặn làm chuẩn bị, dù sao cũng còn nhiều trình tự cần phải làm như đăng ký nhãn hiệu. À, tốt, chị chỉ cần xem xét bọn họ có bao nhiêu sản phẩm. Chức năng là gì, hiệu quả ra sao là được. Hạ Thiên thật ra cũng tương đối gấp, hắn cũng hy vọng chiều nay làm xong chuyện. Buổi chiều hôm nay Hạ Thiên thật sự chỉ nghiên cứu cách điều chế các loại đồ trang điểm, tập đoàn thần y ở chỗ này đã sớm có chuẩn bị sẵn những sản phẩm của tập đoàn Nhã Lai Âu, Hạ Thiên chỉ cần nghiên cứu một lúc đã cho ra một cách điều chế mới. Nhưng đến cuối cùng, khi cả trăm cách điều chế đã chuẩn bị xong, Diệp Mộng Oánh mới phát hiện các cách điều chế đều có những vật liệu chủ chốt khá giống nhau. Chẳng qua phối hợp với những chất phụ trợ khác nhau, liều lượng khác nhau, vì vậy nàng cũng yên tâm hơn, vì trước đó nàng còn lo lắng sẽ không thu thập được vật liệu.
cuối cùng cũng xong. Khi làm xong tất cả thì đã là 10 giờ tối, Hạ Thiên thở dài một hơi, thời gian dài hơn so với dự đoán của hắn. Lúc này hắn nhìn sang Diệp Mộng Oánh đang mệt mỏi rã rời ở bên cạnh, sau đó lên tiếng đề nghị. Mỹ nữ tỷ tỷ, nếu không thì chúng ta về nhà ngủ thôi. Chồng, tôi muốn chỉnh lý lại những thứ này, nếu cậu mệt thì có thể về trước, hoặc cậu cứ ngủ lại chỗ này, bên trong có giường. Diệp Mộng Oánh dù có chút buồn ngủ nhưng lúc này tuyệt đối không muốn ngủ, có quá nhiều cách điều chế, điều này làm cho nàng có chút kích động. Mỹ nữ tỷ tỷ, thức đêm sẽ làm cho người ta xấu đi, vì vậy đi ngủ trước, để đến mai rồi chỉnh lý. Hạ Thiên nói rồi trực tiếp bế Diệp Mộng Oánh lên, đi vào phòng trong, cũng không quan tâm nàng có đồng ý hay không, trực tiếp cởi quần áo của nàng rồi ẵm lên giường. Khi Diệp Mộng Oánh cho rằng chồng sẽ cùng nàng hoạt động như lúc trước ở trong phòng làm việc, nhưng Hạ Thiên lại dùng hai ngón tay ấn lên đầu nàng, khẽ xoa bóp một lúc. Diệp Mộng Oánh trước đó còn kích động cảm thấy khó ngủ, lúc này chợt cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, chỉ sau nháy mắt đã tiến vào mộng đẹp. Khi Diệp Mộng Oánh tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau, lần này nàng chủ động bò lên người Hạ Thiên, bắt đầu cho ra hoạt động hữu ích về thể xác và tinh thần. 9 giờ sáng, trong căn tin của tập đoàn Thần Y. Diệp Mộng Oánh và Hạ Thiên đang dùng cơm trong căn tin, nhà hàng ở trước tòa nhà Hải Giang còn chưa chuyển sang bên này. Diệp Mộng Oánh tạm thời ăn cơm cùng công nhân viên chức bình thường, vừa rồi nàng vận động quá mãnh liệt, vì vậy mà cần bổ sung năng lượng. Chồng, tôi nghĩ đến một sự kiện, cậu biết thế nào là trồng dược liệu không? Khi thể lực được bổ sung một nửa, Diệp Mộng Oánh đã có tinh thần, nàng bắt đầu vừa ăn vừa nói. Trồng dược liệu. Hạ Thiên suy nghĩ. Mỹ nữ tỷ tỷ, thứ này tôi thật sự không hiểu nhiều, cũng chưa từng trồng, nhưng trên Thanh Phong Sơn có rất nhiều dược liệu. Thần tiên tỷ tỷ hình như có trồng qua. Hạ Thiên nói đến đây thì hỏi một câu. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị muốn trồng dược liệu sao? Tôi thật sự có ý nghĩ như vậy. Diệp Mộng Oánh khẽ gật đầu. Sau này tập đoàn Thần Y chúng ta sẽ dùng rất nhiều dược liệu, tuy trên thị trường cũng có thể thu mua được, nhưng nguyên vật liệu bị người khác khống chế cũng không tốt. Quan trọng là bây giờ có rất nhiều vấn đề về chất lượng dược liệu, chúng ta muốn sản phẩm của mình hoàn toàn đáng tin cậy. Như vậy thì tương lai phải có căn cứ dược liệu của mình. Cũng đúng. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Mỹ nữ tỷ tỷ, tôi có thể học cách trồng dược liệu của thần tiên tỷ tỷ. Trồng, cũng không cần cậu đi học, tôi cũng không cần cậu tự tay làm việc, nhưng nếu có người hiểu được phương diện này, chúng ta có thể học hỏi. Diệp Mộng Oánh nói. Thật ra Tiểu Kiều đã mua tất cả đất đai quanh Thanh Phong Sơn, tôi chuẩn bị cho người khảo sát, để xem chung quanh có đất phù hợp trồng dược liệu hay không. Nếu có, chúng ta có thể lập căn cứ dược liệu ở bên đó. Vậy cũng được, lần sau tôi sẽ hỏi thần tiên tỷ tỷ, để xem chị ấy có hứng thú hay không. Hạ Thiên cũng không quá quan tâm đến việc này. Ừ, Diệp Mộng Oánh cũng không tiếp tục hỏi, vì chưa thể áp dụng ngay được. Tất nhiên khi nàng xử lý xong những công tác bận rộn, nàng sẽ bắt tay vào thiết lập khu căn cứ dược liệu. Hai người ăn xong bữa sáng, Hạ Thiên cũng không theo Diệp Mộng Oánh vào trong phòng làm việc. Vì lần này nàng thật sự muốn làm việc, mà không muốn làm với chồng. Hạ Thiên cảm thấy rất nhàm chán, cũng tự giác rời đi. Trong khu nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ. Phòng làm việc của Liễu Vân Mạn. Liễu tiểu thư, có cặp vợ chồng muốn gặp chị. Một cô gái trẻ tiến vào phòng làm việc nói với Liễu Vân Mạn. Bọn họ có chuyện gì không? Liễu Vân Mạn hỏi. Không, nhưng bọn họ còn dẫn theo một đứa bé. Cô gái trẻ trả lời. Chương 1284, thật sự rất không công bằng. Đứa bé. Liễu Vân Mạn có hơi sững sờ, sau đó nàng gật đầu. Mời bọn họ vào. Vâng, Liễu tiểu thư. Cô gái kia đi ra ngoài. Vài phút sau cô gái đưa một đôi vợ chồng tiến vào, đây là một cặp vợ chồng hơn 30 tuổi, khí chất không tầm thường, cách ăn mặc khéo léo. Với ánh mắt của Liễu Vân Mạn, nàng có thể thấy bọn họ tuy không mặc hàng hiệu đỉnh cấp, nhưng cũng tuyệt đối không rẻ. Trong lòng thiếu phụ kia có một đứa bé, nó đang ngủ say, có lẽ 2-3 tuổi, vẻ mặt tái nhợt không có chút máu. Vẻ mặt cặp vợ chồng này cũng rất tiều tụy, trong mắt mơ hồ có tơ máu, nhìn qua thì biết, có lẽ là do thời gian dài không được ngủ ngon giấc. Chào cô, Liễu tiểu thư, tôi là Mạnh Tiểu Mi, còn đây là chồng tôi, Bành Tuấn Tài, đây là con tôi, Bành Tiểu Đông. Thiếu phụ vừa vào cửa đã tự giới thiệu. Tôi đã đọc bản tin này, tôi muốn biết. Có phải nội dung của bản tin là thật không? Mạnh Tiểu Mi vừa nói vừa lấy ra một phần tờ báo đưa cho Liễu Vân Mạn.
Liễu Vân Mạn nhận lấy và xem xét, sau đó nàng phát hiện đó là báo hôm qua, bản tin với nội dung nói về chuyện những đứa bé bị gia đình vứt bỏ. Nàng biết chuyện này, vì phóng viên đưa tin đã từng nói với nàng, đó là cần làm tuyên truyền cho công tác tiếp nhận trẻ mồ côi cơ nhỡ, không phải vì kiếm danh tiếng, mà hy vọng có nhiều người biết. Thậm chí nàng còn hy vọng giống như giáo hội nước ngoài, nếu có người muốn vứt bỏ con sẽ đưa đến cho giáo hội, vì vậy mà nàng mới đưa tin, nếu có ai muốn vứt bỏ con mình, nàng hy vọng bọn họ có thể đưa đứa bé đến cho mình. Mạnh tiểu thư, nội dung bản tin là chân thật. Liễu Vân Mạn khẽ gật đầu, sau đó nàng nhìn Bành Tiểu Đông trong lòng Mạnh Tiểu Mi, lại chủ động hỏi. Chẳng lẽ anh chỉ muốn để con ở lại chỗ này? Tuy chúng tôi có thể thu nhận tất cả trẻ em bị bỏ rơi, nhưng tôi phản đối bất kỳ người nào vứt bỏ con mình, vì vậy nếu hai vị thật sự muốn để con lại, tôi hy vọng hai người có thể suy xét, vì nếu các người vứt bỏ con mình, sau này nó cũng sẽ vĩnh viễn vứt bỏ hai người. Liễu tiểu thư, bản tin đã nói tất cả những đứa trẻ bị bệnh đều được chữa trị tốt, thậm chí là những bệnh bất trị trong mắt người thường cũng có thể được chữa tốt, vì nơi đây có một vị thần y tên là Hạ Thiên, có phải không? Mạnh Tiểu Mi dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Liễu Vân Mạn. Tôi biết rõ vị thần y này, tôi vẫn muốn tìm cậu ấy, Liễu tiểu thư, xin hỏi vị thần y truyền thuyết kia thật sự có ở chỗ này không? Liễu Vân Mạn chợt mỉm cười ngây ngốc, nàng cuối cùng cũng hiểu, cặp vợ chồng này đến để tìm Hạ Thiên. Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng ý thức được chính mình phạm phải sai lầm, đó là nàng tuyên truyền nơi này nhận những trẻ em cơ nhỡ và bị bỏ rơi nhưng cũng quên mà tuyên truyền cả Hạ Thiên. Lúc này có người trực tiếp đến tìm Hạ Thiên chữa bệnh, nàng cũng biết Hạ Thiên căn bản không tình nguyện chữa bệnh cho người khác, mà hắn cũng không thể nào đáp ứng tất cả yêu cầu của mọi người. Trên đời này có quá nhiều người bệnh, dù hắn có lợi hại thế nào cũng không thể nào trị hết được, điều này cũng chính là một vấn đề không thể nào thay đổi, một người không thể làm thay đổi cả thế giới. Liễu Vân Mạn trầm ngâm một lúc rồi nói. Mạnh tiểu thư, Hạ Thiên chỉ là một bác sĩ kiêm nhiệm ở chỗ này, cậu ấy cũng không thường trú ở đây. Vì vậy bây giờ cũng không có mặt. Nhưng mỗi đứa trẻ nơi đây đều được Hạ Thần Y chữa trị, có phải không? Mạnh Tiểu Mi hỏi. Cũng không phải như thế, chỗ này chúng tôi có bệnh viện, còn có những bác sĩ khác, những bệnh nhỏ thì chúng tôi có thể chữa trị, chỉ có những căn bệnh không cách nào chữa trị, chúng tôi mới xin Hạ Thiên trợ giúp. Liễu Vân Mạn giải thích. Tôi từng nghe nói, đã có một đứa bé bại não được Hạ Thần Y chữa tốt, Liễu Tiểu Thư, cô biết chuyện này chứ? Mạnh Tiểu Mi lại hỏi. Điều này, Liễu Vân Mạn khẽ nhíu mày, nàng cũng không trả lời vấn đề của Mạnh Tiểu Mi, mà nhắc nhở đối phương một câu. Mạnh Tiểu Thư, chúng tôi là một tổ chức cứu trợ trẻ em, cũng không phải là bệnh viện, vì vậy nếu chị muốn chữa bệnh cho con, xin chị đi chỗ khác. Liễu Tiểu Thư, chúng tôi đã đi qua nhiều nơi, đến bây giờ chỉ biết có Hạ Thần Y chữa được bệnh bại não. Bành Tiểu Đông bị sinh non, ngoài bệnh bại não thì cơ thể còn có nhiều vấn đề. Hạ Thần Y là hy vọng duy nhất của tôi hy vọng Liễu Tiểu Thư có thể giúp đỡ, giúp tôi liên lạc với Hạ Thần Y, dù cậu ấy muốn bao nhiêu tiền thì tôi cũng có thể nghĩ biện pháp, chỉ cần cậu ấy đồng ý chữa bệnh cho Tiểu Đông là được. Mạnh Tiểu Mi nhìn Liễu Vân Mạn, trong giọng nói có chút hương vị khẩn cầu. Liễu Tiểu Thư, chị là người tâm địa tốt, nếu không sẽ chẳng xây dựng cơ cấu nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ thế này. Tôi tin tưởng Hạ Thần Y cũng là người tốt, mong chị có thể giúp tôi, cứu con tôi, có được không? Tôi quỳ xuống xin chị. Mạnh Tiểu Mi nói xong thì quỳ xuống trước mặt Liễu Vân Mạn, mà Liễu Vân Mạn thì bị dọa cho hoảng sợ, sau đó nàng khom lưng xuống kéo Mạnh Tiểu Mi lên. Mạnh Tiểu Thư, chị đứng lên đi, có gì cứ nói, không cần làm như vậy. Liễu Tiểu Thư, tôi van xin chị, giúp tôi liên lạc với Hạ Thần Y, tôi thật sự không biết nên liên lạc với cậu ấy như thế nào. Mạnh Tiểu Mi vẫn không chịu đứng lên. Mạnh Tiểu Thư, chị muốn làm tôi khó xử sao? Liễu Vân Mạn có chú đau đầu. Không gạt chị, Hạ Thiên cũng không thể nào chữa bệnh, cũng không thể chữa cho mọi người, cậu ấy cũng có việc của mình, tôi không phải không muốn liên lạc với cậu ấy, nhưng tôi có thể xác định, dù cậu ấy có ở đây, chưa hẳn sẽ chữa bệnh cho con của hai anh chị. Cậu ấy đã đồng ý sẽ chữa bệnh cho những đứa bé ở đây, điều này là rất khó khăn rồi, tôi thật sự cũng không muốn cưỡng ép cậu ấy. Liễu Tiểu Thư, cô không thấy như vậy là không công bằng với chúng tôi sao? Bành Tuấn Tài nãy giờ không nói gì, bây giờ mới mở miệng và vung tay kéo Mạnh Tiểu Mi lên. Tiểu Mi, đừng như vậy, đứng lên đi, chúng ta đã làm tất cả, em không cần quỳ xuống cầu người như vậy. Nhưng Tiểu Đông, Mạnh Tiểu Mi cuối cùng cũng đứng lên, sau đó bổ nhào vào lòng Bành Tuấn Tài, không nhịn được mà khóc òa lên.
Bành tiên sinh, thật xin lỗi, tôi vừa rồi đã nói, nơi này của chúng tôi là cơ cấu từ thiện, không phải là bệnh viện. Liễu Vân Mạn dù có chút không đành lòng nhưng không thể mở ra một tiền lệ, nếu không thì từ nay về sau người ta sẽ coi đây là bệnh viện, ai cũng tìm đến chữa bệnh, như vậy chẳng khác nào nàng đi mở một bệnh viện. Liễu tiểu thư, theo ý của cô, cách làm của cô là rất không công bằng, những đứa bé kia từ nhỏ chẳng những có bệnh, còn bị cha mẹ vứt bỏ, vì vậy bọn họ tìm được cơ hội quan tâm chăm sóc, còn được hạ thần y chữa bệnh. Nhưng Liễu tiểu thư, có bao giờ cô thấy, phương án như vậy đối với những bậc làm cha làm mẹ như chúng tôi là rất không công bằng sao? Bành Tuấn Tài nhìn Liễu Vân Mạn, vẻ mặt dần có chút bi thương. Những người cha mẹ vô trách nhiệm kia tùy tiện vứt bỏ con mình, nhưng con của bọn họ lại được chăm sóc, mà con chúng tôi, những bậc cha mẹ không nỡ vứt bỏ con mình, sẵn sàng bỏ ra bất cứ cái giá nào để chữa bệnh cho con, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn con mình chết đi? Vì sao những người làm cha làm mẹ tốt như chúng tôi phải nhân lấy kết quả tồi tệ hơn? Chẳng lẽ cô cũng muốn chúng tôi vứt bỏ con mình ở lại đây, sau đó các người mới bằng lòng chữa bệnh cho con tôi? Bành tiên sinh, trên đời này vốn có nhiều chuyện không công bằng, chúng tôi không thể nào công bằng đối đãi với tất cả mọi người, chúng tôi chỉ có thể công bằng với các đứa trẻ mà thôi. Liễu Vân Mạn khẽ thở dài. Con của các anh chỉ có cha mẹ làm bạn, những đứa trẻ bị vứt bỏ không ai chăm sóc, vì vậy chúng tôi mới quan tâm đến bọn chúng. Tôi có thể hiểu sự bất mãn của anh, nhưng tôi có thể nói, chúng ta suy xét sự việc ở những phương diện bất đồng, tôi là cơ cấu từ thiện, không phải vạn năng, năng lực của tôi có hạn, không thể làm tốt mọi thứ cho được. Liễu tiểu thư, cô đang làm một việc vĩ đại, vì vậy tôi cũng không trách cô, thậm chí có thể nói là rất bội phục cô. Nhưng đứng ở góc độ một người cha, tôi không thể thấy con chết mà không cứu, chúng tôi hôm nay không vứt bỏ con mình, nhưng hy vọng cô có thể suy xét, vì nếu cô thật sự không nhờ Hạ tiên sinh chữa bệnh giúp con tôi, chúng tôi chỉ có thể đưa ra một lựa chọn bất đắc dĩ, đó là vứt bỏ con mình, vì như vậy con chúng tôi mới còn sống, vì con, chúng tôi sẵn sàng mang tiếng xấu là vứt bỏ con. Bành Tuấn Tài dùng giọng kiên định nói, tôi tin, dù là bậc cha mẹ nào, khi gặp tình huống này đều cho ra một lựa chọn. Vì vậy tôi hy vọng Liễu tiểu thư có thể suy xét, nếu không tôi khẳng định tương lai sẽ có nhiều đứa trẻ bị vứt bỏ, không phải bọn họ không thích con, mà bọn họ vì rất yêu con nên mới vứt bỏ. Chỉ sợ cơ cấu từ thiện của cô cũng rời khỏi quỹ đạo đã thiết lập. Liễu Vân Mạn chợt ngây người, lời của Bành Tuấn Tài thật sự làm cho nàng có chút xúc động, nàng cũng nhanh chóng ý thức được, lời nói của Bành Tuấn Tài không phải là nói hưu nói vượn, có thể trở thành sự thật. Dù nàng không cố gắng tuyên truyền, nhưng nếu cứ như vậy thì sau này nơi đây sẽ là chỗ để các bậc cha mẹ vứt bỏ con. Không phải bọn họ muốn vứt bỏ, mà bọn họ muốn chữa bệnh cho con mình. Liễu tiểu thư, tôi cũng không muốn làm khó cô, cũng không phải muốn để cho hạ thần y chữa bệnh cho nhiều người. Muốn chữa tốt một căn bệnh nan y thì tất cả phải trả giá rất nhiều, điều này tôi hiểu. Tuy tôi không có nhiều tiền nhưng cũng coi như là gia đình bậc trung, chỉ cần hạ thần y có thể chữa bệnh cho con tôi có thể đưa tất cả những gì mình có. Hoặc quyên hết cho cơ cấu từ thiện, tôi và Tiểu Mi cũng tình nguyện làm tình nguyện viên ở đây, sau này sẽ giúp chăm sóc các đứa trẻ. Bành Tuấn Tài đã suy nghĩ rất sâu sắc, bây giờ đưa ra sắp xếp của mình. Chương 1285, khỏe như heo. Đúng vậy, Liễu tiểu thư, chỉ cần chữa tốt cho Tiểu Đông, chúng tôi có thể trả giá tất cả. Mạnh Tiểu Mi lúc này cũng nói, nàng cũng không còn khóc, nhìn qua có vẻ tỉnh táo hơn rất nhiều. Bành tiên sinh. Mạnh tiểu thư, tôi tạm thời không thể đồng ý với anh chị bất kỳ điều gì, tôi chỉ hy vọng hai người hiểu, Hạ Thiên có tình nguyện chữa bệnh cho con của anh chị hay không, đây là chuyện của cậu ấy, tôi không thể nào làm chủ được. Liễu Vân Mạn trầm ngâm một lúc rồi nói. Trước tiên anh chị có thể để lại số điện thoại liên lạc, tôi sẽ trưng cầu ý kiến của Hạ Thiên, đến lúc đó sẽ báo cho hai anh chị. Cảm ơn Liễu tiểu thư. Bành Tuấn Tài lộ ra vẻ cảm kích, hắn lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Liễu Vân Mạn. Đây là phương thức liên lạc của tôi, điện thoại của tôi mở máy suốt ngày, có thể gọi đến bất cứ lúc nào. Liễu Vân Mạn khẽ gật đầu, nàng nhận lấy danh thiếp rồi hô lên. Dai Dai, đưa Bành tiên sinh và Mạnh tiểu thư ra ngoài. Dai Dai chính là tên cô gái trẻ vừa rồi, tên đầy đủ là Uông Dai Dai, thật ra nàng còn là một sinh viên, nhưng năm nay sẽ tốt nghiệp, lúc này xem như đang thực tập. Uông Dai Dai nhanh chóng tiến vào, sau đó đưa ba người Mạnh Tiến Tài ra ngoài. Liễu Vân Mạn khẽ thở ra một hơi, nàng suy nghĩ, hay là điện thoại cho Hạ Thiên. Chuyện này nhất định phải giải quyết cho tốt, nhưng đến lúc này nàng cũng không biết nên giải quyết theo hướng nào,
tất nhiên phải thương lượng với Hạ Thiên mới được. Hạ Thiên vừa rời khỏi tập đoàn Thần Y chưa lâu đã nhận được điện thoại của Liễu Vân Mạn, sau đó hắn chạy đến khu nuôi dưỡng trẻ em Cơ Nhỡ, mà người ở đây đều đã biết đến hắn, vì vậy mà hắn trực tiếp đi đến phòng làm việc của Liễu Vân Mạn. Hạ Thiên, lần này là lỗi của tôi đã không suy nghĩ kỹ càng, thật ra tôi nên sớm nghĩ đến vấn đề sẽ có người dùng phương pháp này để giúp cho con mình được chữa bệnh. Liễu Vân Mạn có chút bất an, nàng nói rõ sự việc cho Hạ Thiên. Chị Vân Mạn, chị là vợ tôi, sao có thể sai được? Hạ Thiên lại không cho là đúng. Không sao, bọn họ muốn ném con vào đây thì cứ tự nhiên, dù sao bọn họ ném con vào thì sau này đừng hòng lấy về, bọn họ nếu thật sự cam lòng ném con đi, tôi chữa bệnh cho bọn trẻ là được. Nhưng như vậy sẽ vi phạm bản ý của chúng ta. Liễu Vân Mạn có chút khó khăn. Chúng tôi vốn muốn giúp những đứa trẻ thật sự cần giúp đỡ, bọn cũng bị cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ, không có người thân quan tâm chăm sóc, không có ai yêu thích chúng nó, vì vậy chúng nó mới cần đến chúng ta. Tuy chúng ta thu nhận trẻ nhỏ, nhưng chúng ta cũng đồng thời yêu cầu những bậc cha mẹ không nên vứt bỏ con mình, hy vọng các bậc cha mẹ có thể có trách nhiệm của mình. Nhưng nếu chúng ta nói cho bọn họ biết, chúng ta sẽ chữa bệnh cho bọn họ, đây không phải là cổ vũ bọn họ vứt bỏ con mình sao? Tóm lại tôi cảm thấy dù bất kỳ nguyên nhân gì, nếu ném con đi cũng không phải thứ gì tốt. Hạ Thiên thuận miệng nói, hắn thật sự không có bất kỳ hảo cảm nào những kẻ vứt bỏ con mình. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi cảm khái nói. Làm người quả nhiên phải an phận, bây giờ rất nhiều người biết tôi là Hạ Thần Y, thậm chí muốn tôi chữa bệnh, điều này thật sự quá phiền toái. Vài ngày trước có người tìm Khả Khả, bây giờ có người tìm chị, cũng không biết sau này có người nào khác tìm đến những bà vợ khác không. Bây giờ cậu muốn an phận cũng khó, không riêng gì tôi tuyên truyền về cậu, thậm chí cả Mộng Oánh của tập đoàn Thần Y cũng tuyên truyền về cậu. Tôi thấy sau này chỉ sợ khó tránh khỏi có nhiều người chủ động tìm đến, yêu cầu cậu chữa bệnh cho bọn họ. Liễu Vân Mạn có chút sầu lo. Nếu chúng ta không chú ý đến cũng không tốt, nhưng người bệnh quá nhiều thì chúng ta cũng không thể quản hết, như vậy cậu sẽ cực kỳ bận rộn. Cậu nói xem, chúng ta phải áp dụng phương pháp thế nào? Chị Vân Mạn, không cần quan tâm nhiều như vậy, tôi chữa cho ai thì sẽ chữa, không chữa thì không chữa, ai cũng không làm gì được. Hạ Thiên lại không cho là đúng. Nếu ai đến gây phiền, tôi sẽ cho hắn biết tay. Hạ Thiên, tuy cậu nói rất đúng, nhưng tôi cảm thấy, nếu chúng ta nghĩ ra được biện pháp tốt, sắp xếp phải yêu cầu, như vậy sau này sẽ đỡ phiền toái. Chúng ta nên thiết lập một tiêu chuẩn. Như vậy sẽ không có phiền toái nữa. Liễu Vân Mạn nhìn Hạ Thiên, nàng dùng giọng chân thành nói. Thật ra nếu tiếp tục dựa theo tiêu chuẩn của tôi cũng rất tốt, cứu sống 10 triệu, cứu chết để lại 10 ngàn, như vậy không tiền sẽ không trị, cho dù có tiền cũng phải hẹn trước. Đúng rồi, vợ Y rất am hiểu những chuyện này, không bằng chúng ta tìm chị ấy để thương lượng một chút. Hạ Thiên chợt nhớ đến Y Tiểu Âm, nàng cũng là thần y ở thủ đô. Tuy có rất nhiều người muốn tìm nàng chữa bệnh nhưng hình như cũng không bận rộn, hình như không có quá nhiều người bệnh. Y Tiểu Âm, Liễu Vân Mạn cũng có nghe thấy vị thần y ở thủ đô kia, nhưng nàng chưa từng được gặp mặt. À, đúng rồi, chính là cô ấy. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tôi cảm thấy sau này chuyện chữa bệnh cứ giao cho chị ấy rất có kinh nghiệm. Đúng rồi, chị ấy còn có rất nhiều bệnh viện, những người muốn tìm tôi chữa bệnh có thể đưa đến bệnh viện của vợ Y Y, nếu như là những bệnh chỉ có mình tôi chữa được thì cũng mặc kệ, nếu vợ Y Y có thể chữa tốt, tôi cũng không quan tâm, như vậy sẽ không có nhiều người tìm tôi. Rất tốt, cậu trước hết cùng thương lượng với cô ấy. Liễu Vân Mạn gật đầu, sau đó lại hỏi một câu. Nhưng mà, Hạ Thiên, chúng ta thật sự để cho Bành Tuấn Tài phải vứt con lại trong này sao? Thật ra tôi cảm thấy đề nghị của Bành Tuấn Tài là rất tốt, anh ấy đưa con cho chúng ta chữa bệnh, sau này anh ấy sẽ giúp chúng ta làm từ thiện, như vậy sau này chúng ta tiếp nhận nhiều trẻ, nhân thủ sẽ ngày càng nhiều. Chị Vân Mạn, chị cảm thấy như vậy là tốt thì cứ làm như vậy. Hạ Thiên thuận miệng đồng ý. Liễu Vân Mạn chợt ngẩn ngơ. Cậu thật sự đồng ý. Chị Vân Mạn, thật ra tôi không thích đề nghị của tên kia, nhưng tôi biết chị thích làm như vậy, tất nhiên tôi sẽ đồng ý, ai bảo chị là vợ tôi. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Chồng, cậu thật tốt. Liễu Vân Mạn có chút cảm động, khoảnh khắc này khó ức chế nổi, vì vậy mà ôm lấy cổ hôn Hạ Thiên. Hạ Thiên chợt vui vẻ, Vân Mạn quá nhiên biết rõ ý nghĩa của phòng làm việc, quá chủ động. Giữa trưa, trong căn tin,
Liễu Vân Mạn và Hạ Thiên cùng dùng cơm. Trước đó Liễu Vân Mạn đã tiêu hao nhiều thể lực trong phòng làm việc, vì vậy mà bây giờ Liễu Vân Mạn có nhu cầu cấp thiết cần bổ sung thể lực, đồng thời nàng còn tự nói với mình, sau này nên ẩn nhẫn một chút, không nên quá chủ động, nếu nàng chủ động thì phải vận động, quá vất vả. Hạ Thiên ăn rất nhanh, sau khi ăn xong thì bắt đầu điện thoại cho Y Tiểu Âm. Làm gì vậy? Y Tiểu Âm vẫn nhận điện thoại nhưng giọng điệu không chút dễ nghe. Vợ Y, người sợ nổi tiếng heo sợ mập, bây giờ tôi có chút phiền toái. Hạ Thiên tỏ ra rất trịnh trọng. Nhưng không có vấn đề, tôi rất xem trọng chị, vì vậy nhiệm vụ cứu vớt chồng sẽ được giao cho chị. Thế nào, bây giờ không phải cậu khỏe như heo sao? Y Tiểu Âm tức giận nói. Hạ Thiên chợt mất hứng. Vợ Y, sao chị lại mắng mình như vậy? Tôi mắng mình khi nào? Y Tiểu Âm hừ một tiếng. Chị mắng tôi là heo, nhưng chị là vợ tôi, vậy không phải chị là heo mẹ sao? Vợ Y, rõ ràng là chị mắng mình, thật ra điều này cũng không có vấn đề, nhưng trên đời này sao có heo nào đẹp như chị? Hạ Thiên dùng giọng thấm thía nói. Thật ra, vợ Y, chị có thể mắng mình là hồ ly tinh. Cậu mới là hồ ly tinh. Y Tiểu Âm tức giận mắng một câu rồi cúp điện thoại. Đàn ông sao lại là hồ ly tinh? Hạ Thiên lắc đầu, vợ Y hôm nay quá ngốc. Hạ Thiên tiếp tục gọi đến, Y Tiểu Âm không nhấc máy. Hạ Thiên tiếp tục điện thoại đến, sau đó Y Tiểu Âm cuối cùng cũng nhận máy. Cậu có thôi đi không? Cậu có gì thì cứ nói, tôi không rảnh nói chuyện với cậu. Vợ Y, tôi đã nói với chị rồi, gần đây tôi rất nổi tiếng, sau này thì sao? Hình như có rất nhiều người muốn tìm tôi để chữa bệnh, nhưng vấn đề là tôi phải tìm thời gian ở. Cùng mọi người, sao có thời gian chữa bệnh cho người ta? Hạ Thiên cuối cùng cũng nói đến chính sự. Y Tiểu Âm không đợi Hạ Thiên nói xong, nàng chen lời. Cái này đâu có vấn đề. Vợ Y, tôi cảm thấy chị rất có kinh nghiệm ở phương diện này, vì vậy tôi nghĩ muốn để chị giúp đỡ ngăn cản đám người kia. À, sau này nếu có người tìm tôi chữa bệnh, tôi sẽ để cho bọn họ tìm chị không phải có rất nhiều bệnh viện sao? Những bệnh nhỏ nhặt thì cho bệnh viện chữa, bệnh viện không chữa được thì vợ Y chữa, nếu chị không chữa được thì tôi chữa. À, nhớ để bọn họ phải đặt lịch xếp hàng, tốt nhất là 10 ngày nửa tháng một bệnh nhân, như vậy thì tốt. Hạ Thiên dùng tốc độ cực nhanh nói ra ý tưởng của mình. Ý của cậu là, sau này dù ai đến tìm cậu chữa bệnh đều phải thông qua bệnh viện của tôi. Y Tiểu Âm trầm mặc một lúc mới mở miệng hỏi. Không sai, chính là như vậy. Hạ Thiên dùng giọng khẳng định trả lời. Y Tiểu Âm ở đầu dây bên kia trầm mặc không nói, nàng thật sự không muốn dây dưa với kẻ này. Mỗi lần như vậy nàng đều khó thể nào từ chối, bây giờ hắn đưa ra lời đề. Nghĩ cũng làm cho nàng tương đối động tâm, chỉ có trời mới biết danh nghĩa của Hạ Thiên sẽ đem đến cho bệnh viện của nàng bao nhiêu người bệnh, mà y thuật của Hạ Thiên cũng có thể làm cho bệnh viện của nàng có được danh tiếng độc nhất vô nhị. Tuy nàng không muốn tiếp tục liên hệ thân mật với Hạ Thiên, nhưng nàng phát hiện mình khó thể từ chối lời đề nghị này. Chương 1286, Bệnh viện Liên hiệp Y Nhân Các. Vợ Y, bây giờ chị đang ở đâu? Hạ Thiên lúc này hỏi một câu. Tôi còn ở thủ đô. Y Tiểu Âm cho ra đáp án với Hạ Thiên. Còn ở thủ đô sao? Hạ Thiên có chút thất vọng. Vợ Y, thật ra tôi cảm thấy chị nên đến thành phố Giang Hải. Tôi đến nơi nào cũng không cần cậu quan tâm, cũng không cần cậu sắp xếp. Y Tiểu Âm tức giận nói. Y Tiểu Âm không muốn tiếp tục nói những chuyện như vậy với Hạ Thiên, nàng lập tức hỏi lại. Cậu xác định sắp xếp bọn họ đến trị bệnh ở bệnh viện của tôi sao? Nếu như vậy cậu phải ký một hiệp nghị với tôi, sau này cậu sẽ là thần y đặc biệt của hệ thống bệnh viện Y Nhân Các của chúng tôi. Vợ Y, tôi là chồng chị còn muốn ký hiệp nghị làm gì? Hạ Thiên có chút buồn bực. Tóm lại cậu nếu muốn tôi giúp chuyện này, cậu phải ký hiệp nghị, nếu không thì thôi. Y Tiểu Âm tức giận nói. Được rồi, dù sao hiệp nghị cũng không là gì. Hạ Thiên thuận miệng nói. Vợ Y, chị muốn ký thì ký. Được rồi, tôi sẽ nhanh chóng làm ra hiệp nghị. Y Tiểu Âm dùng giọng lãnh đạm nói. Bây giờ tất cả các bệnh viện trên danh nghĩa của tôi đều đổi tên thành Liên hiệp Y Nhân Các, ở Giang Hải cũng có vài bệnh viện, sau này nếu có người tìm cậu, cậu có thể cho bọn họ đến bệnh viện Liên hiệp Y Nhân Các. Mặt khác tôi cũng sẽ chuẩn bị một phương án hẹn gặp thần y, đến lúc đó nếu có người cần tìm cậu chữa bệnh, cũng đừng trốn tránh trách nhiệm. Vợ Y, tôi sẽ giữ lời, nhưng có nhiều người bệnh có thể dùng âm môn châm pháp để điều trị,
mà chị cũng phải mở rộng âm môn châm pháp. À, thật ra âm môn châm pháp của chị vẫn tương đối dễ mở rộng, tuy cần chân khí nhưng không phải là chân khí quá mạnh, người thường chỉ cần luyện công 10 năm là có thể thực hiện được. Nghịch thiên bát châm của tôi thì không thể truyền, vì vậy đại sư phụ trước kia có nói, âm môn châm pháp thật sự rất lợi hại. Hạ Thiên nhanh chóng nói, cuối cùng bổ sung thêm một câu. Đúng rồi, vợ y, một tháng tôi chỉ nhiều nhất là bỏ ra một ngày để chữa bệnh, vì vậy bệnh nhân cũng không quá nhiều, tốt nhất là chị phải làm sao cho bệnh nhân của tôi ngày càng ít là được. Tôi biết rồi, không cần cậu phải dạy. Y Tiểu Âm tức giận nói một câu, sau đó cúp điện thoại. Hạ Thiên lần này cũng không điện thoại đến, nhưng hắn lẩm bẩm. Vợ y này đúng là không quá nghe lời, tôi cảm thấy 8 phần chị ấy sẽ làm cho bệnh nhân của tôi ngày càng nhiều. À, nhưng nếu chị ấy làm như vậy, tôi sẽ có thể đánh vào mông chị ấy một cách danh chính ngôn thuận. Cậu đã nói với Y Tiểu Âm rồi à? Lúc này Liễu Vân Mạn ở bên cạnh không khỏi hỏi một câu. À, đã nói rồi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau này muốn chữa bệnh cho người nào, cứ để bọn họ đến Bệnh viện Liên Hiệp Y Nhân Các. Bệnh viện Liên Hiệp Y Nhân Các. Liễu Vân Mạn nghe thấy cái tên như vậy thì thật sự kinh ngạc. Là bệnh viện có hơn 1.000 cơ sở trên cả nước sao? Hay là bệnh viện nào khác? Đúng vậy, chỗ ở của vợ y ở thủ đô gọi là Y Nhân Các, vì vậy chị ấy mới đặt tên như vậy. Hạ Thiên gật đầu nói. Bệnh viện này là tôi đưa cho chị ấy. Sao? Liễu Vân Mạn chợt kinh ngạc. Chồng, cậu không phải nói bệnh viện này vốn là của mình đấy chứ? Cũng không phải, trước kia có một tên ngốc chuyên gây khó cho vợ tôi, vì vậy tôi cướp hệ thống bệnh viện của hắn, vợ y lại muốn những bệnh viện này, vì vậy tôi thuận tay đưa đến cho chị ấy. Hạ Thiên giải thích. Khi thấy Hạ Thiên giải thích bâng quơ như vậy, Liễu Vân Mạn cũng không biết nói gì hơn. Hơn 1.000 bệnh viện đấy nhé, dù mỗi bệnh viện chỉ có giá vài triệu thì 1.000 bệnh viện cũng không phải là con số nhỏ, hắn cứ tùy tiện đưa cho người mà không thèm nháy mắt vậy sao? Trước kia không phải Liễu Vân Mạn chưa từng nghe nói có người dùng tiền theo đuổi phụ nữ, nhưng nàng tin, tuyệt đối không có người hào phóng như Hạ Thiên, vừa ra tay đã là cả ngàn bệnh viện, thực tế số tiền như vậy có mấy người phụ nữ gánh vác được. Liễu Tiểu Thư, Liễu Tiểu Thư. Một âm thanh dồn dập vang lên. Liễu Vân Mạn quay đầu nhìn, thì ra là Uông Giai Giai đang chạy về phía bên này. Sao vậy? Liễu Vân Mạn đứng lên hỏi. Liễu Tiểu Thư, có một người đàn ông đến đây, nói muốn nhận con về. Uông Giai Giai nhanh chóng nói. Anh ấy nói Tiểu Cường là con của mình. Tiểu Cường, em nói chính là Tiểu Cường hai chân bị tàn tật sao? Liễu Vân Mạn rất quen thuộc với mỗi đứa bé trong đây, vì vậy Uông Giai Giai vừa nói thì nàng đã biết đó là ai. Đúng vậy, là cậu ấy, chúng ta trước kia nhận cậu ấy từ Bệnh viện Phúc Lợi của thành phố Giang Hải. Uông Giai Giai gật đầu. Người đàn ông kia khẳng định, nói rằng có thể đi giám định ADN, em thấy Tiểu Cường thật sự là con của hắn. Tôi đi xem sao. Liễu Vân Mạn khẽ nhíu mày, nàng mơ hồ sinh ra một loại cảm giác, một phiền phức khác lại xuất hiện. Vài phút sau Liễu Vân Mạn thấy một người đàn ông gần 40, ăn mặc bình thường, cảm giác đầu tiên là nghèo rất mồng tơi, tuyệt đối không phải là kẻ có tiền. Lúc này cậu bé Tiểu Cường cũng có mặt ở đây, nó nhìn người đàn ông trung niên, cũng không tỏ ra quen thuộc, ngược lại còn rất sợ hãi, khi thấy Liễu Vân Mạn thì chạy đến trốn sau lưng. Xin hỏi tiên sinh tên gì? Liễu Vân Mạn mở miệng hỏi. Tôi là Hoàng Chỉ Thủy, tôi đến đón con về nhà. Người đàn ông trung niên chỉ vào Tiểu Cường. Nó là con của tôi, tên là Hoàng Thiên Bảo. Hoàng tiên sinh, cậu ấy là Tiểu Cường, có lẽ anh nhận lầm rồi. Liễu Vân Mạn thản nhiên nói. Tôi không nhận lầm, nó là con tôi, nếu cô không tin thì chúng ta có thể đi làm giám định ADN. Hoàng Chỉ Thủy có vẻ rất kiên quyết. Nó là con tôi, các người không cho tôi đưa đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Hoàng tiên sinh. Con của anh khi vừa sinh ra có bị tàn tật hai chân không? Liễu Vân Mạn tiếp tục hỏi. Tôi không biết, con tôi vừa ra đời đã biến mất, tôi đã tìm kiếm nhiều năm, lúc này mới biết nó ở đây, vì thế mới đến đưa về. Hoàng Chỉ Thủy nhanh chóng nói. Anh lừa ai vậy? Hạ Thiên nhìn không được mà trừng mắt nhìn Hoàng Chỉ Thủy. Con của anh vừa ra đời đã biến mất, bây giờ anh vừa nhìn là biết nó là con mình sao? Chắc chắn lúc đó anh vứt con. Nhưng sau đó còn liên tục theo dõi, nếu không thì sao biết nó ở chỗ này. Tôi ghét nhất là loại người như anh, trước kia con cái tàn tật thì ném đi, bây giờ đã được chữa lành thì chạy đến muốn đưa về.
Tôi nói cho anh biết, tốt nhất là anh nhanh chóng cút đi, nếu không tôi sẽ cho anh biến thành kẻ tàn tật. Cậu đừng nói bậy, tôi không ném nó đi, nó là con tôi tất nhiên phải nhận ra. Tóm lại các người trả con lại cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát, các người không có tư cách đưa con tôi đi. Hoàng Trì Thủy tỏ ra tức giận, sau đó còn lấy điện thoại ra, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể báo cảnh sát. Anh muốn giống như con mình trước kia phải không? Hạ Thiên lấy ra ngân châm, chuẩn bị cho đối phương thành tàn phế. Liễu Vân Mạn vội vàng cản Hạ Thiên. Đừng, để đó tôi xử lý. Chị Vân Mạn, dù người này thật sự là cha của Tiểu Cường, cũng không thể cho anh ta mang về, loại người này vứt bỏ con một lần, ai biết được sẽ có lần thứ hai. Lần này Tiểu Cường hết tàn tật, anh ta đưa về, nếu sau này nó có bệnh gì đó bất trị, chắc chắn sẽ ném đi. Hạ Thiên dùng giọng bất mãn nói, có lẽ vì có kinh nghiệm bị bỏ rơi, Hạ Thiên rất ghét những tình huống thế này. Tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý tốt. Liễu Vân Mạn khẽ nói. Liễu Vân Mạn khẽ quay đầu nhìn Hoàng Trì Thủy, nàng nhàn nhạt nói. Hoàng tiên sinh, anh đã nói có thể làm giám định ADN, vậy chúng ta trước tiên làm giám định ADN giữa anh và Tiểu Cường, anh đi sang bệnh viện bên kia để lại máu, ghi lại tư liệu, quá trình giám định cần một tuần mới có kết quả. Vì vậy anh cứ về nhà đợi tin, nếu có kết quả thì chúng tôi sẽ thông báo. Được, dù sao tôi cũng không sợ các người bỏ chạy. Hoàng Trì Thủy đồng ý rất sảng khoái. Dai dai, em đưa Hoàng tiên sinh qua bên kia lấy máu. Liễu Vân Mạn phân phó một câu. Uông Dai Dai lên tiếng, sau đó nàng đưa Hoàng Trì Thủy đến bệnh viện cách đó không xa. Chị Vân Mạn, chị thật sự muốn trả lại Tiểu Cường cho người kia sao? Hạ Thiên không khỏi hỏi. Chồng, việc này có chút phiền phức, trước tiên tôi nghĩ dựa theo pháp luật nếu anh ấy là cha của Tiểu Cường, chúng ta không có quyền giữ Tiểu Cường ở lại. Nhưng tôi phải điều tra tình huống của anh ta, trừ khi tôi vững tin Tiểu Cường về nhà có thể tốt hơn ở đây, nếu không sẽ không cho Tiểu Cường đi. Liễu Vân Mạn dùng giọng trầm thấp nói. Xem ra trước đó tôi vẫn chưa suy xét chu toàn, tình huống tương tự sợ rằng sẽ còn xuất hiện. Liễu Vân Mạn có chút tự trách chính mình. Khi đó nàng thật sự chỉ muốn nhanh chóng thành lập cơ cấu từ thiện, muốn tìm sự giúp đỡ cho những đứa trẻ mồ côi cơ nhỡ, không ngờ lại có rất nhiều vấn đề phát sinh, hai sự kiện hôm nay đều quá bất ngờ. Chị Vân Mạn, thật ra tôi cảm thấy chỉ cần bắt người kia bỏ ra 10 triệu, hắn nhất định sẽ không cần con mình nữa. Hạ Thiên mở miệng nói. 10 triệu. Liễu Vân Mạn chợt ngẩn ngơ. Cứu sống 10 triệu, tôi đã chữa bệnh cho Tiểu Cường, chị là vợ tôi, tất nhiên tôi không thu tiền. Nhưng tên kia muốn mang con đi, như vậy không cần quan tâm, cứ thu 10 triệu, nếu không trả thì đừng hòng mang con đi. Hạ Thiên dùng giọng hào hùng nói. Liễu Vân Mạn chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, nàng ý thức được đây là biện pháp giải quyết vấn đề rất tốt. Chương 1287, đợi 3 ngày rồi đến. Thanh Phong Sơn. Bên ngoài căn nhà gỗ, Nguyệt Thanh Nhã và Tống Ngọc Mị lại đang ngồi trên hai chiếc ghế gỗ. Chị Nguyệt, Mị Di đã đồng ý chưa? Trên gương mặt xinh đẹp của Tống Ngọc Mị có chút bất an, dù kế hoạch của các nàng rất chu đáo chặt chẽ nhưng cũng chỉ có thể sáng tạo điều kiện mà thôi, nếu Dạ Ngọc Mị không chịu ở cùng với Hạ Thiên, như vậy kế hoạch sẽ vô dụng. Vì vậy bước đầu tiên của kế hoạch chính là quan trọng nhất, nếu Dạ Ngọc Mị không đồng ý, căn bản không còn ý nghĩa. Ngọc Mị, em đừng gấp, Tiểu Mị sẽ đồng ý thôi. Nguyệt Thanh Nhã nở nụ cười không màng danh lợi. Nếu cô ấy muốn quay về, nhất định phải đồng ý điều kiện này. Vì không còn lựa chọn nào khác. Nhưng nếu Mị Di không muốn quay về thì sao? Tống Ngọc Mị không nhịn được phải nói. Chị Nguyệt, thật ra em rất nghi ngờ, có lẽ Mị Di chỉ là rất muốn về mà thôi, nói không chừng sẽ tình nguyện ở lại đây không đi. Tiểu Mị là một người mạnh mẽ, cô ấy nếu muốn ở lại cũng sẽ không muốn bị ép ở lại, vì vậy dù có phải cô ấy không muốn quay về, bây giờ có cơ hội rời khỏi Thanh Phong Sơn, nhất định sẽ đi. Nguyệt Thanh Nhã mỉm cười. Tóm lại tôi tin tưởng cô ấy nhất định sẽ đồng ý điều kiện của chúng ta. Nguyệt Thanh Nhã dừng lại một chút rồi đứng lên. Ngọc Mị, bây giờ chị đến chỗ của Tiểu Mị. Nguyệt Thanh Nhã nói chưa dứt lời thì trên mặt chợt lộ ra nụ cười hân hoan. Xem ra chị cũng không cần phải đi. Tống Ngọc Mị cũng có chút mừng rỡ, nàng hầu như vô thức nói. Mị Di, một người phụ nữ tuyệt sắc mặc hắc y xuất hiện trong tầm mắt các nàng, chính là Dạ Ngọc Mị. Tống Ngọc Mị còn chưa nói dứt lời thì Dạ Ngọc Mị đã xuất hiện cách các nàng hơn 10 thước, dừng lại. Khi nào thì có thể xuống núi? Dạ Ngọc Mị không quan tâm đến Tống Ngọc Mị,
nàng chỉ nhìn Nguyệt Thanh Nhã rồi hờ hững nói. Tiểu Thiên bây giờ không có ở đây, tôi sẽ thông báo cho cậu ấy, khi nào cậu ấy đến thì cô có thể xuống núi. Nguyệt Thanh Nhã dùng giọng dịu dàng nói. Tiểu Mị, cô không cần gấp, nếu có thể, vài ngày tới chúng ta có thể tâm sự. Nhưng Nguyệt Thanh Nhã còn chưa nói dứt lời thì Dạ Ngọc Mị đã xoay người bỏ đi, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt. Nhìn về phía Dạ Ngọc Mị biến mất, Tống Ngọc Mị có chút thương tâm. Mị Di đã hoàn toàn không quan tâm đến em. Thái độ của cô ấy đối với chị cũng là như vậy. Nguyệt Thanh Nhã khẽ thở dài, nhưng ngay sau đó lại an ủi Tống Ngọc Mị và chính mình. Nhưng không sao, đợi đến khi kế hoạch thành công, chúng ta có thể ở cùng một chỗ với nhau. Tống Ngọc Mị khẽ gật đầu, vẻ đau lòng trên mặt chợt biến mất. Chị Nguyệt, em xuống núi một chuyến để điện thoại cho Hạ Thiên, để cậu ấy nhanh chóng lên núi. Ừ, được, nhưng cũng không cần đến ngay, tốt nhất là 2-3 ngày sau hãy đến. Nguyệt Thanh Nhã có chút trầm ngâm, nàng nói. Tống Ngọc Mị có chút khó hiểu. Sao lại phải chờ? Ngọc Mị, Tiểu Mị cho rằng chị bất đắc dĩ lắm mới không thể không cho xuống núi, nhưng thật ra tôi không muốn cho cô ấy rời đi. Nguyệt Thanh Nhã khẽ giải thích. Nếu Tiểu Sắc Lang sẽ lên ngay đưa Tiểu Mị bỏ đi, Tiểu Mị sẽ nghi ngờ, vì vậy đợi thêm vài ngày thì lại vừa hay, Tiểu Mị sẽ không nghi ngờ, cũng sẽ không quá bình tĩnh. Chị Nguyệt, cũng là chị suy xét chu toàn. Tống Ngọc Mị dùng ánh mắt bội phục nhìn Nguyệt Thanh Nhã. Em đi nói cho Hạ Thiên, để cho cậu ấy 3 ngày sau hãy đến. Nguyệt Thanh Nhã khẽ gật đầu không nói, mà Tống Ngọc Mị cũng nhanh chóng bay xuống Thanh Phong Sơn. Thành phố Giang Hải, viện trẻ mồ côi Cơ Nhỡ. Tiêu chuẩn cứu sống 10 triệu của Hạ Thiên đã thật sự để cho Liễu Vân Mạn tìm được một kế sách ứng phó. Nàng quyết định, nếu có ai thật sự đến đòi lại con, nàng sẽ điều tra rõ ràng, nếu không phải đối phương chủ động vứt bỏ con, nàng sẽ trả lại con. Nhưng nếu đối phương chủ động vứt bỏ con chỉ vì có nỗi khổ tâm, hơn nữa sau khi mang về thì trẻ sẽ có cuộc sống tốt, vì suy nghĩ cho bọn trẻ, nàng vẫn sẽ trả lại con cho bọn họ, nhưng nếu trước đó vì con tàn tật mà vứt bỏ, bây giờ thấy con tốt thì đón về, hơn nữa về nhà cũng không có cuộc sống tốt, nàng sẽ yêu cầu đối phương trả tiền chữa bệnh, chỉ cần cho ra 10 triệu thì được. Nàng tin bây giờ đối phương cũng thật sự muốn con có cuộc sống tốt, nếu không trả nổi hoặc không muốn trả, như vậy không bằng cho con ở lại trong viện. Liễu Vân Mạn cảm thấy chuyện này sẽ liên quan đến vấn đề pháp luật, vì vậy nàng cần luật sư chuyên nghiệp đến xử lý, mà trùng hợp là nàng phát hiện 3 người một nhà vừa đến khi sáng, Bành Tuấn Tài chính là một luật sư. Chồng, có chuyện cần cậu giúp. Liễu Vân Mạn chợt phát hiện mình rất cần một luật sư, tuy tìm Tiểu Kiều có thể có được luật sư, hoặc trực tiếp tìm Vân Thanh cũng có thể, nhưng nàng cảm thấy thật sự không bằng áp dụng lời đề nghị trước đó của Bành Tuấn Tài. Những người muốn thông qua nàng để mời Hạ Thiên chữa bệnh thì cần phải vứt bỏ khoảng thời gian còn lại để làm công cho viện. Nàng không những muốn Bành Tuấn Tài xử lý những phiền toái mà đám trẻ đưa đến, còn muốn Bành Tuấn Tài thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng Bành Tuấn Tài tình nguyện tham gia khi con đã chữa hết bệnh, nếu không thì sẽ chẳng đồng ý, cũng có thể là không tận tâm đi làm. Vì vậy Liễu Vân Mạn quyết định để Hạ Thiên bỏ chút thời gian để chữa bệnh cho đứa con Bành Tiểu Đông của Bành Tuấn Tài. Chị Vân Mạn, chị để người kia mang con đến đây đi. Hạ Thiên cũng sảng khoái đồng ý. Liễu Vân Mạn gật đầu, nàng lấy danh thiếp của Bành Tuấn Tài, đang chuẩn bị gọi điện thoại thì điện thoại của Hạ Thiên đã vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, hắn có chút buồn bực, vì người gọi đến là Tống Ngọc Mị. Trước kia Hạ Thiên rất thích khi nhận được điện thoại của Tống Ngọc Mị, nhưng lúc này hắn biết rõ, Tống Ngọc Mị điện thoại đến chỉ vì một nguyên nhân duy nhất, chính là vì hắn phải đi cùng người phụ nữ Dạ Ngọc Mị kia. Hơn nữa hắn còn phải dùng mọi cách để biến Dạ Ngọc Mị thành vợ mình. Thật ra hắn cũng không quan tâm đến vấn đề Dạ Ngọc Mị là vợ mình, điều hắn quan tâm chính là hắn còn phải mỗi ngày đi cùng nàng, không được ép bức, phải để đối phương cam tâm tình nguyện. Dù rất buồn bực nhưng Hạ Thiên vẫn nhận điện thoại. Vợ Mị Mị, Thần Tiên tỷ tỷ muốn tôi về Thanh Phong Sơn sao? Không phải, tuy Mị Di đã đồng ý nhưng chị Nguyệt muốn nói cho cậu biết, cậu không cần quay về ngay. Chị ấy nói 3 ngày sau cậu hãy quay về Thanh Phong Sơn. Tống Ngọc Mị trả lời làm cho Hạ Thiên cảm thấy có chút bất ngờ. Nhưng Hạ Thiên cũng không hỏi nguyên nhân, nếu Thần Tiên tỷ tỷ đã nói như vậy, hắn sẽ làm theo. Thần Tiên tỷ tỷ muốn hắn làm, trước nay dù thế nào hắn cũng xử lý. Được rồi, chị nói với Thần Tiên tỷ tỷ, 3 ngày nữa sẽ về. Hạ Thiên trả lời một câu. À, cứ như vậy nhé, vài ngày nữa gặp lại. Tống Ngọc Mị cũng không nói thêm điều gì mà lập tức cúp điện thoại.
Khi Hạ Thiên đặt điện thoại xuống, Liễu Vân Mạn không nhịn được phải hỏi. Cậu phải về Thanh Phong Sơn sao? Đúng vậy, vài ngày nữa mới đi, sau đó sợ rằng sẽ mất một khoảng thời gian. Hạ Thiên buồn bực đáp lời. Lại phải đi một thời gian sao? Liễu Vân Mạn có chút thất vọng. Thần tiên tỷ tỷ muốn tôi đi, tôi phải đi. Hạ Thiên cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng nếu làm tốt sự việc này, thần tiên tỷ tỷ có lẽ sẽ xuống núi, đến lúc đó thần tiên đảo xây xong, chị ấy có thể trực tiếp đến ở trong thần tiên đảo. Vậy cậu nên làm tốt chuyện này, như vậy sau này cũng không cần chạy khắp nơi. Liễu Vân Mạn vội vàng nói, nàng thấy điều duy nhất để Hạ Thiên không chạy loạn chính là dồn tất cả các bà vợ đến thành phố Giang Hải, cũng chính là chỗ mà Hạ Thiên nói, thần tiên đảo. Chỉ có như vậy thì sau này hắn mới ở lì trên thần tiên đảo, không tiếp tục chạy qua lại. Liễu Vân Mạn có chú do dự, sau đó nàng hỏi. Vài ngày nữa cậu đi, vậy có thời gian chữa bệnh cho con của Bành Tuấn Tài không? Chị Vân Mạn, chị mau gọi điện thoại đi, để người ta mang con đến, tôi sẽ trị bệnh ngay, sau đó sẽ đến tìm Tiểu Kiều. Hạ Thiên nhanh chóng nói. À, được, tôi sẽ gọi điện thoại. Liễu Vân Mạn không tiếp tục chần chừ, nàng điện thoại cho Bành Tuấn Tài. Rõ ràng lúc này Bành Tuấn Tài cũng không ở xa viện trẻ mồ côi cơ nhỡ, vì sau khi Liễu Vân Mạn điện thoại thì Bành Tuấn Tài chỉ mất 10 phút đã chạy đến. Cùng đi. Với Bành Tuấn Tài còn có vợ là Mạnh Tiểu Mi và đứa con bị bệnh bại não, là Bành Tiểu Đông. Liễu Tiểu Thư, Hạ Thần Y tình nguyện chữa bệnh cho con tôi sao? Khi thấy Liễu Vân Mạn thì Mạnh Tiểu Mi không chờ được phải hỏi ngay. Đặt con của hai người lên giường. Hạ Thiên thuận miệng nói. Bành tiên sinh, Mạnh Tiểu Thư, cậu ấy là Hạ Thiên, cậu ấy sẽ chữa bệnh cho con của hai anh chị, nhưng hy vọng anh chị có thể tuân thủ hứa hẹn, dùng khoảng đời con lại. Phục vụ cho viện. Liễu Vân Mạn nhanh chóng nói. Chào cậu, Hạ Thần Y, cảm ơn cậu. Mạnh Tiểu Mi dùng ánh mắt cảm kích nhìn Hạ Thiên, đang định nói thêm nhiều lời cảm tạ. Hạ Thiên dùng giọng mất kiên nhẫn nói. Đừng nói nhiều, mau đặt con lên giường, tôi rất bận. À, được, được. Mạnh Tiểu Mi ngẩn ngơ, sau đó liên tục gật đầu, đặt đứa con còn mê man trên giường. Liễu Tiểu Thư, tôi sẽ tuân thủ hứa hẹn, nếu là cô không tin. Chúng ta có thể ký hiệp nghị. Bành Tuấn Tài lúc này dùng giọng chân thành nói với Liễu Vân Mạn. Chương 1288, xem cô có ngoan không? Ký hay không cũng chẳng có vấn đề. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tôi có thể chữa cho con của các vị hết bệnh bại não, cũng sẽ biến con của anh chị trở thành kẻ bại não, nếu đổi ý thì tôi sẽ xử lý. Hạ Thiên nói xong thì dùng châm đâm lên đầu của Bành Tiểu Đông. Bành tiên sinh. Chuyện hiệp nghị chúng ta sẽ nói sau. Liễu Vân Mạn cũng nói một câu, nàng thật sự không ngờ đến câu uy hiếp của Hạ Thiên, nhưng như vậy mới thật sự đúng với tính cách của hắn. Bành Tuấn Tài gật đầu, không nói gì nữa, chỉ là dùng ánh mắt căng thẳng nhìn Hạ Thiên đang thi châm. Mạnh Tiểu Mi cũng giống như vậy, tuy có lời đồn y thuật của Hạ Thiên rất thần kỳ, bệnh nào cũng chữa hết, nhưng lời đồn là một chuyện, có thật hay không lại là chuyện khác, bọn họ chỉ có thể tận mắt thấy con được chữa tốt mới an tâm. Bành Tuấn Tài và Mạnh Tiểu Mi đều rất căng thẳng, mà dù là Liễu Vân Mạn đứng bảng quan hay Hạ Thiên đang thi châm cũng đều cảm thấy rất bình thường. Liễu Vân Mạn tất nhiên tuyệt đối tin tưởng y thuật của Hạ Thiên, mà Hạ Thiên thì càng tin vào chính mình. Thực tế dù là trên người đứa bé Bành Tiểu Đông có rất nhiều căn bệnh khác, nhưng đối với Hạ Thiên thì không phải là vấn đề. Chưa đến 10 phút sau, Hạ Thiên đã thu hồi ngân châm, sau đó nói với Liễu Vân Mạn. Chị Vân Mạn, tôi đến chỗ Tiểu Kiều trước đây. Ừ, được. Liễu Vân Mạn dịu dàng đồng ý. Khi thấy Hạ Thiên đột nhiên đi ra, Bành Tuấn Tài và Mạnh Tiểu Mi chợt không có phản ứng kịp thời, mãi 10 giây sau bọn họ mới nhìn về phía Liễu Vân Mạn, đồng. Thanh nói. Liễu Tiểu Thư, Hạ Thần Y thế nào? Liễu Vân Mạn tất nhiên hiểu hai người bọn họ muốn nói gì, vì vậy mà bọn họ chưa dứt lời thì nàng đã nói. Bành tiên sinh, Mạnh Tiểu Thư, bệnh của con hai anh chị đã được chữa xong. Nếu anh chị không tin thì có thể đến bệnh viện kiểm tra, hoặc là kiểm tra ở trong bệnh viện của chúng tôi nơi đây, chúng tôi có đầy đủ các thiết bị, trước kia tôi cũng là bác sĩ về thần kinh. Đã tốt rồi. Mạnh Tiểu Mi thật sự có chút khó tin, sau đó nàng vội vàng đi đến bên giường, đỡ con mình ngồi lên. Khi nàng thấy con mình có thể ngồi vững trên giường thì nước mắt rơi như mưa, vài năm bôn ba, bây giờ nàng thật sự cảm thấy rất đáng giá. Bành Tuấn Tài thấy tình huống như vậy thì cũng cực kỳ kích động. Hắn nhìn Liễu Vân Mạn mà dùng giọng run rẩy nói. Không,
không cần kiểm tra, tôi tin Liễu tiểu thư. Bành tiên sinh, hai anh chỉ cứ xem lại con mình, tôi về phòng làm việc của mình, nếu chút nữa Bành tiên sinh có rảnh, làm phiền đến phòng làm việc của tôi một chuyến, tôi có một số việc cần thương lượng với Bành tiên sinh. Liễu Vân Mạn mỉm cười, sau đó nàng đi ngay. Hạ Thiên trở lại biệt thự của Kiều Tiểu Kiều thì không thấy Kiều Tiểu Kiều, trong biệt thự chỉ có một người, chính là Cố Hàm Sương. Sương nha đầu, biết mọi người đi đâu không? Hạ Thiên liền hỏi. Thiếu gia, các vị phu nhân đến trường học. Cố Hàm Sương trả lời. Hạ Thiên lắng nghe Cố Hàm Sương nói một lúc, cuối cùng mới hiểu, hôm nay là ngày đầu tiên công chúa Sama đến trường, vì vậy Kiều Tiểu Kiều rất ít khi đến trường cũng đi theo. Kiều Tiểu Kiều đi thì Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cũng không thể ở lại trong biệt thự, mà Tiểu Yêu Tinh nhàm chán cũng chạy đi. Gần đây Tiểu Yêu Tinh không những làm thân với công chúa Sama, còn rất quen thuộc với Triệu Thanh Thanh, điều này cũng là bình thường, vì hai người vốn là chị em họ. Sương nha đầu, xem ra chị là người ngoan nhất, biết ở lại chờ tôi. Hạ Thiên ôm lấy Cố Hàm Sương, hai tay bắt đầu lục lọi trên người nàng. Trước tiên hắn lột trần nàng, sau đó bắt đầu tấn công. Cố Hàm Sương vốn xinh đẹp tuyệt trần, nàng bị Hạ Thiên làm cho đỏ mặt tía tai, vì vậy mà càng thêm mê người, vô tình nàng sinh ra xúc động muốn lột trần Hạ Thiên. Sau đó Hạ Thiên ôm nàng lên lầu, đặt xuống giường. Sương nha đầu, thấy chị ngoan như vậy, tôi quyết định sớm ban thưởng. Hạ Thiên mở miệng nói. Cố Hàm Sương nhắm cặp mặt đẹp, không nói gì, nàng đã dự liệu được sự việc gì sắp phát sinh. Ngay sau đó một thứ gì đó cứng ngắc đâm vào người. Cố Hàm Sương không khỏi trừng mắt, nàng buồn bực nhìn Hạ Thiên, hôm nay thiếu gia làm gì vậy? Thứ đâm lên người Cố Hàm Sương chính là một vật nhỏ lạnh như băng, hoàn toàn không phải thứ mà nàng tưởng tượng, đó là một cây ngân châm. Điều này làm cho nàng cảm thấy không rõ, chẳng lẽ thiếu gia muốn dùng ngân châm để trợ hứng? Nàng và hắn ở cùng nhau chưa lâu nhưng kinh nghiệm lại không tính là ít, đến bây giờ nàng cũng chưa từng thấy thiếu gia dùng ngân châm để trợ hứng. Sương nha đầu. Vài ngày nữa tôi sẽ đi xa nhà, không thể đưa chị đi, cũng không biết đi bao lâu mới về, vì vậy trước tiên tôi thi triển nghịch thiên đệ ngũ châm cho chị tăng tiến tu vi đến mức kim đan kỳ. Hạ Thiên lúc này mở miệng. À, khi linh khí tiến vào người, chị nhớ vận công. Cố Hàm Sương nghe nói như vậy thì muốn tìm một lỗ hổng nào đó để chui vào, thì ra thiếu gia chỉ muốn thi châm cho nàng mà thôi, nàng lại cho rằng hắn sẽ làm chuyện kia, làm nàng phải trông ngóng. Vô tình hai gò má của Cố Hàm Sương nóng như lửa đốt, tim cũng nhanh chóng gia tốc, đầu óc rối loạn. Sương nha đầu, chỉ là kim đan kỳ mà thôi, cũng không cần kích động, đợi đến khi tôi học được đệ lục châm, thất châm, thậm chí là bát châm, chỉ có thể thật sự trở thành thần tiên. Hạ Thiên cảm nhận được sóng dao động của Cố Hàm Sương, hắn ở bên cạnh dùng lời nói để trấn an nàng, đồng thời cũng đưa băng hỏa linh khí thông qua ngân châm tiến vào người nàng, để tâm tình hòa hoãn trở lại. Tôi biết rồi. Cảm ơn thiếu gia. Cố Hàm Sương dù sao cũng là người tu tâm nhiều năm, hơn nữa được Hạ Thiên trợ giúp, tất nhiên sẽ nhanh chóng trấn tĩnh. Lúc thi châm chỉ cần phải giữ sự tỉnh táo, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Hạ Thiên còn nói. À, tôi biết rõ. Cố Hàm Sương lại gật đầu, lúc này nàng đã hoàn toàn tỉnh táo. Hạ Thiên rút ngân châm ra, lại đâm vào, rút ra, đâm vào vị trí khác, lúc này đệ ngũ châm được tái hiện. Nghịch thiên đệ ngũ châm và tứ châm có chút tương tự, dù là đệ tứ hay đệ ngũ đều có nhiệm vụ hấp thu linh khí, trong lúc thi châm thì đối tượng sẽ là vật thu hút linh khí, dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu linh khí bốn phương tám hướng, nếu nói khác nhau thì đệ ngũ châm hấp thu nhiều hơn. Cũng như đệ tứ châm, khi Hạ Thiên thi châm cũng hấp thu được nhiều linh khí, nói cách khác, cũng giống như trước, hắn thi châm càng nhiều thì công lực càng tinh tiến. Khi công lực tăng trưởng, thời gian hắn thi triển đệ ngũ châm sẽ ngày càng ngắn. Tất nhiên đối với đệ ngũ châm lần đầu tiên phải mất cả buổi tối, dù thời gian có rút ngắn lại một chút nhưng cũng không lâu, vì vậy mà Thiên bắt đầu thi châm cho Cố Hàm Sương từ đầu giờ chiều, đến khi kết thúc đã hơn 10 giờ tối. Sương nha đầu, chỉ tiếp tục giữ ổn định tu vi kim đan kỳ, tôi đi ra ngoài, yên tâm, sẽ không ai quấy rầy chị. Hạ Thiên thu hồi ngân châm rồi mở miệng phân phó, sau đó đi ra. Đi vào phòng khách, Hạ Thiên nghe được âm thanh có chút bất mãn của Kiều Phượng Nhi. Này, lưu manh đáng chết về khi nào vậy? Cô quan tâm tôi về khi nào làm gì? Tôi cũng không quan tâm cô về khi nào. Hạ Thiên thuận miệng nói. Dù sao tôi cũng về trước anh. Kiều Phượng Nhi hừ một tiếng, nàng dùng ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn Hạ Thiên. Cũng có chút kỳ quái, lưu manh anh sao lại quay về?
đã trễ thế này rồi, anh phải ở bên ngoài lêu lổng với người phụ nữ khác mới đúng chứ. À, tôi đói bụng, muốn ăn chút gì đó. Hạ Thiên không muốn tranh chấp với Kiều Phượng Nhi, hắn cũng lười nói cho nàng biết, hắn đã về từ lâu rồi. Muốn ăn thì tự làm, tôi không rảnh nấu cho anh ăn. Kiều Phượng Nhi căm giận nói, lưu manh này thật sự quá đáng ghét, thường xuyên lừa gạt đe dọa và chiếm tiện nghi của nàng, mà chẳng có chút trách nhiệm nào. Vì cái gì nha hoàn của vợ mà không nghe lời tôi? Hạ Thiên không khỏi lắc đầu, A Cửu không nghe lời, Kiều Phượng Nhi này cũng vậy. Ôi, ai bảo những cô vợ này tìm phải những nha hoàn cứng đầu, như xương nha đầu có phải là hay không? Kiều Phượng Nhi không nhịn được phải phản bác. Nha hoàn của anh nghe lời như vậy, sao không nói cô ấy nấu cơm cho? Nha hoàn của tôi đang luyện công, tôi giúp chị ấy hộ pháp, nha hoàn thành thật mới có lợi. Cô xem xương nha đầu ngoan ngoãn như vậy thì sẽ có thể trường sinh bất lão, mà cô không ngoan, vài năm sau sẽ già chát. Đến khi đó dù Tiểu Kiều không đuổi cô đi, cô cũng sẽ không thể làm nha hoàn, vì sắp toi đến nơi rồi. Hạ Thiên vừa tán thưởng Cố Hàm Xương vừa đả kích Kiều Phượng Nhi. Anh mới là người già. Kiều Phượng Nhi căm giận nói. Mỗi ngày anh đều lêu lổng với nhiều người phụ nữ, một ngày nào đó anh sẽ bất lực. Đến lúc đó dù Kiều Tiểu Thư có muốn anh cũng xấu hổ khi ở lại. Tôi sẽ không già, nhưng cô nhất định sẽ biến thành bà già. Hạ Thiên lười biếng nói. Nhưng cô nếu ngoan hơn một chút, tôi sẽ xem xét tẩy tủy cho cô, nếu ngoan hơn thì sau này biết đâu sẽ trường sinh bất tử như xương nha đầu, vì vậy cô có già hay không là phụ thuộc vào sự ngoan ngoãn của mình. Kiều Phượng Nhi tức giận nói. Anh là lưu manh đáng chết, anh uy hiếp tôi sao? Chương 1289, bồi dưỡng vài nha hoàn. Ôi, đúng là ngực to không não. Hạ Thiên lắc đầu cảm khái. Thứ này sao có thể gọi là uy hiếp, tối đa cũng chỉ coi là dụ dỗ mà thôi. Lưu manh đáng chết, không được phép nói tôi ngực to mà không não. Kiều Phượng Nhi nhanh chóng tan vỡ. Ngực tôi không phải do anh làm lớn lên sao? Vậy cô là người ngu ngốc sẵn rồi, không ai nghĩ oan cho cô. Hạ Thiên ngáp một cái. Tôi chỉ bảo cô ngoan lên một chút, cô lại bảo tôi uy hiếp, không phải ngốc thì là gì? Anh không dụ dỗ tôi thì là gì? Kiều Phượng Nhi căm giận nói. Tôi không muốn làm một bà phù thủy trường sinh bất tử. Cô mới là bà phù thủy. Hạ Thiên lập tức mất hứng. Cô mắng vợ tôi, có tin tôi đánh cô không? Cô đừng nói hưu nói vượn, bây giờ tôi sẽ biến cô thành bà phù thủy bây giờ. Hừ, tóm lại tôi không muốn trường sinh bất tử để làm nha hoàn của anh. Không muốn cái gì cũng phải nghe lời anh. Kiều Phượng Nhi căm giận nói. Đừng cho là tôi không biết lưu manh anh nghĩ gì, anh muốn dụ dỗ tôi, sau đó chiếm tiện nghi phải không? Còn không tự nhận mình ngực to không não nữa sao? Hạ Thiên ngáp một cái. Tôi chỉ muốn cô làm một bữa cơm mà thôi, nếu cô không làm thì tôi nói Kiều Hoàng Nhi làm, tôi cũng không tin cô ấy không làm cho mình một bữa cơm. Khi cô ấy làm cơm xong, tôi sẽ tẩy tủy. Như vậy cô ấy có thể tiếp tục làm nha hoàn cho Tiểu Kiều, còn cô, phải xem Tiểu Kiều có muốn một bà già không. Hoàng Nhi nấu cơm không ngon như tôi. Kiều Phượng Nhi căm giận nói, sau đó dùng ánh mắt không quá tin tưởng nhìn Hạ Thiên. Này, thật sự chỉ muốn để tôi làm một bữa cơm thôi sao? Có phải tôi nấu cơm, anh cũng giúp tôi làm đệ tứ châm tẩy tủy. Kiều Phượng Nhi cũng biết sự thần kỳ của đệ tứ châm tẩy tủy, nếu nói nàng không hoàn toàn động tâm, điều này tuyệt đối là giả. Nhưng nàng cảm thấy Hạ Thiên sẽ không có lòng tốt như vậy. Nếu nàng chủ động cầu cạnh thì sợ đối phương sẽ làm khó. Hơn nữa nàng nghe nói Hạ Thiên chỉ tẩy tủy cho các bà vợ mà thôi, vì vậy nàng dù động tâm nhưng cũng không cưỡng cầu, vì dù sao thì nàng cũng hiểu, những chuyện thế này chẳng thể nào cưỡng cầu cho được. Nhưng bây giờ Hạ Thiên nói chỉ cần một bữa cơm sẽ tẩy tủy cho Kiều Phượng Nhi, đây là một cơ hội khó có được, nàng thật sự không muốn bỏ qua. Điều duy nhất làm nàng lo lắng chính là tên lưu manh này nói chuyện không quá chắc chắn, sợ rằng chỉ muốn cố ý trêu đùa nàng mà thôi. Này, nếu vừa rồi tôi nói cô nấu cơm, sau đó cô lập tức làm cơm thì tôi nhất định sẽ tẩy tủy. Nhưng bây giờ phải xem tâm tình của tôi thế nào, nếu cô làm cơm và để tôi ăn ngon, tôi sẽ giúp cô tẩy tủy, nếu không thì cô chờ sau này có cơ hội, dáng biểu hiện, tôi sẽ cho cô thêm cơ hội để được tẩy tủy. Hạ Thiên cười hì hì nói. Kiều Phượng Nhi chợt tức giận. Tôi cũng không làm cho anh. Nếu tối nay cô không nấu cơm, sau này dù cô có biểu hiện thì tôi cũng sẽ không tẩy tủy. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Anh! Kiều Phượng Nhi rất tức giận.
anh rõ ràng uy hiếp người khác. Vừa rồi tôi đã nói rồi, đây là dụ dỗ, không phải là uy hiếp. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Kiều Phượng Nhi. Tôi chưa bao giờ uy hiếp người khác, nếu cô không muốn làm cơm, tôi sẽ lên lầu tìm Hoàng Nhi. Này, tôi sẽ nấu cơm cho anh, nếu anh ăn và hài lòng, có thể tẩy tủy cho tôi và Hoàng Nhi. Kiều Phượng Nhi thở phì phò nói. Sao cô muốn tẩy tủy cùng Hoàng Nhi? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Tôi và Hoàng Nhi vẫn luôn là vệ sĩ của Kiều Tiểu Thư, chúng tôi đều có thói quen cùng nhau phục vụ Kiều Tiểu Thư, tôi cũng không muốn sau này chỉ có một người theo Kiều. Tiểu Thư! Kiều Phượng Nhi tức giận nói. Hạ Thiên suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. Được rồi, nếu tôi cảm thấy vui, tôi sẽ tẩy tủy cho cả hai người. Anh cần nói giữ lời. Kiều Phượng Nhi nhanh chóng nói một câu, sợ Hạ Thiên đổi ý, vì vậy không chờ hắn lên tiếng, nàng đã nhanh chóng chạy vào bếp. Trước tiên tôi đi nấu cơm cho anh. Nhìn bóng lưng của Kiều Phượng Nhi, Hạ Thiên nở nụ cười quái dị, sau đó lẩm bẩm. Phụ nữ ngực lớn thật sự rất dễ lừa gạt. Ngay sau đó Hạ Thiên lại lắc đầu. Cũng không đúng, ngực của cảnh sát tỷ tỷ cũng rất lớn, nhưng chị ấy rất thông minh. À, xem ra Kiều Phượng Nhi quá ngốc. Nếu Kiều Phượng Nhi nghe được như vậy thì nhất định sẽ hạ độc vào thức ăn để xử lý Hạ Thiên. Đáng tiếc là Kiều Phượng Nhi không nghe được những lời như vậy của Hạ Thiên, vì vậy bây giờ nàng đang cố gắng chuẩn bị cho hắn một bữa tối thật thịnh soạn. À, nếu nói một cách nghiêm khắc thì phải là ăn khuya, vì hắn dùng bữa cơm này cũng đã đến 12 giờ đêm. Thế nào, anh có hài lòng không? Sau khi thu dọn chén đũa, Kiều Phượng Nhi dùng giọng vội vàng hỏi Hạ Thiên. Nếu nói nàng không quan tâm đến vấn đề này thì rõ ràng là không thể, có lẽ không phải người nào cũng muốn trẻ mãi không già, nhưng mỗi người phụ nữ chắc chắn sẽ luôn muốn tuổi xuân được giữ lại, ví dụ như một người phụ nữ khá xinh đẹp như Kiều Phượng Nhi, nàng luôn hy vọng mình có thể mãi trẻ đẹp. Hạ Thiên suy nghĩ có vẻ rất chân thành, sau đó lắc đầu. Chưa thỏa mãn. Kiều Phượng Nhi chợt bị chọc tức. Này, có phải anh cố ý không? Anh không hài lòng mà ăn sạch sẽ vậy à? Không còn chút nào dư thừa, tôi hầu như không cần rửa chén nữa. À, không biết ai nói, lãng phí thực phẩm là thói quen xấu, tôi chỉ không muốn lãng phí thực phẩm mà thôi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Anh! Kiều Phượng Nhi dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên, bộ ngực sữa chợt phập phồng, chỗ này vốn khá hùng vĩ, bây giờ càng mạnh mẽ bùng sóng. Lưu manh anh đang nói ngược sao? Tôi chưa từng nói ngược. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Tôi thật sự cảm thấy ăn không ngon, tài nấu nướng của cô tuy rất tốt nhưng không bằng hai vị đầu bếp trong nhà hàng Rome. Cái gì mà nhà hàng Rome, anh đến ý mà ăn? Kiều Phượng Nhi căm giận nói. À, ý thì hơi xa, tôi muốn đi thì sẽ không thể nào tẩy tủy cho cô muốn tôi sang ý sao? Hạ Thiên tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi. Anh đi đâu thì, cái gì? Kiều Phượng Nhi nói một nửa thì chợt cảm thấy có gì đó là lạ. Này, anh vừa nói gì, anh nói anh sẽ tình nguyện dùng nghịch thiên bát châm để tẩy tủy cho tôi sao? Đúng vậy, tuy tôi ăn và cảm thấy không mấy hài lòng, nhưng tốt xấu gì cô cũng bỏ ra hơn nửa giờ để nấu nướng, vì vậy tôi coi như vung tay giúp cô tẩy tủy. Hạ Thiên hời hợt nói. Sao anh lại đột nhiên trở nên hảo tâm như vậy? Kiều Phượng Nhi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hạ Thiên. Nàng cảm thấy điều này không quá bình thường. Này, rốt cuộc cô có muốn tẩy tủy không? Hạ Thiên có chút mất hứng. Anh chờ chút, tôi đi gọi Hoàng Nhi xuống. Kiều Phượng Nhi tuy cảm thấy Hạ Thiên không phải bình thường, nhưng chuyện tốt thế này rơi xuống đầu, nàng cảm thấy khó thể bỏ qua. Dù người này có âm mưu gì thì cũng chịu thôi, vì dù sao nàng cũng đã bị lưu manh này chiếm nhiều tiện nghi, bộ vị nào đó của nàng đã bị hắn xoa bóp không biết bao nhiêu lần. Cũng không thiếu phần của hắn. Kiều Phượng Nhi tất nhiên không biết, thật ra tối nay nàng có làm cơm hay không thì Hạ Thiên cũng sẽ tẩy tủy cho nàng và Kiều Hoàng Nhi. Nguyên nhân rất đơn giản, vì vợ hắn cần sự phục vụ của hai nha hoàn này, sau này thần tiên đảo sẽ không phải chỉ có hắn và các bà vợ, ít nhất còn cần có đám nha hoàn đáng tin, nếu không chẳng lẽ thứ gì bọn họ cũng phải tự làm sao? Rõ ràng bồi dưỡng vài nha hoàn là rất tốt. Hạ Thiên thấy Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi là hai nha hoàn khá tốt. Bộ dạng còn khá đẹp, cũng rất trung thành với Kiều Tiểu Kiều. Vì vậy thực tế hắn đã chuẩn bị tẩy tủy cho Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi, dù sao nếu hai nàng không thể sống được lâu, thì sao có thể phục vụ cho các bà vợ. Còn những gì Hạ Thiên đã nói với Kiều Phượng Nhi, chẳng qua chỉ muốn cố ý chọc cho nàng sốt ruột mà thôi, hắn cũng không biết mình vì sao thích đâm chọc cô nàng này như vậy,
có lẽ ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt thì nàng cũng đã thường xuyên gây khó cho hắn. Này, chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Kiều Phượng Nhi nhanh chóng đưa Kiều Hoàng Nhi xuống. Được rồi, trực tiếp vào phòng tắm, lát nữa các cô còn phải tắm rửa. Hạ Thiên đứng người lên đi vào phòng tắm. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cũng vào theo, Kiều Phượng Nhi có chút không cam lòng, Kiều Hoàng Nhi thì có chút mê man, nàng hoàn toàn không ngờ chuyện tốt. Này sẽ rơi xuống đầu mình. Kiều Hoàng Nhi thấy Hạ Thiên giúp Kiều Phượng Nhi tẩy tủy là bình thường, vì nàng thấy hai người bọn họ tuy thường xuyên cãi nhau nhưng sớm muộn gì cũng cùng đến cùng đi. Trong mắt nàng thì đã coi Kiều Phượng Nhi là một nửa người phụ nữ của Hạ Thiên, sau khi Cố Hàm Sương đến đây thì nàng cảm thấy sau này Kiều Phượng Nhi nhất định sẽ giống như Cố Hàm Sương, sẽ là nha hoàn cùng giường, vì vậy tẩy tủy cho Kiều Phượng Nhi cũng không phải điều gì kỳ lạ. Nhưng Kiều Hoàng Nhi chợt phát hiện mình cũng được hưởng đặc quyền như vậy, điều này làm nàng cảm thấy quỷ dị. Nàng và Hạ Thiên dù đã quen biết rất lâu nhưng giữa hai bên thật sự không trò chuyện nhiều, muốn nói là quen thuộc thì cũng có chút miễn cưỡng, nhưng nếu nói cả hai có quan hệ thân mật, như vậy cũng không phải. Kiều Hoàng Nhi suy nghĩ mà cho rằng đây là Hạ Thiên yêu ai yêu cả đường đi lối về, nàng thấy hắn như vậy nhất định là nể mặt Kiều Tiểu Kiều và Kiều Phượng Nhi, dù sao ba nàng cũng đã ở cùng nhau nhiều năm rồi. Các người từng người lên một, tôi sẽ tẩy tủy cho cả hai. Hạ Thiên nhìn Kiều Phượng Nhi, ánh mắt xoay chuyển. Cởi quần áo ra. Sao? Kiều Phượng Nhi chợt mất vui. Sao phải cởi? Cô hỏi nhiều vậy làm gì? Hạ Thiên có chút mất hứng. Khi tôi giúp cô mát xa ngực, không phải cũng cởi sao? Khi đó chỉ cởi áo thôi. Kiều Phượng Nhi xấu hổ phản bác. Cô không muốn tẩy tủy thì thôi, không tin thì đi mà hỏi Tiểu Kiều, xem khi tôi tẩy tủy cho cô ấy có cởi sạch ra không? Hạ Thiên dùng giọng mất hứng nói. Kiều Phượng Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng có chút do dự, sau đó khẽ cắn môi. Cởi thì cởi, có gì mà sợ. Chương 1290, cho anh xem đủ. Kiều Phượng Nhi dứt khoát cởi sạch, sau đó nàng ưỡn ngực nhìn Hạ Thiên. Lưu manh anh có phải muốn xem sạch không? Tôi cho anh xem. À, tôi xem đủ rồi nói sau. Hạ Thiên nhìn Kiều Phượng Nhi, tỉ mỉ xem xét, vừa nhìn vừa soi mói. À, da tốt, eo nếu nhỏ hơn chút nữa thì càng tốt, đùi hơi nhỏ, to hơn một chút nữa thì đẹp. Này, đứng thẳng lên, nhìn tới nhìn lui thì ngực vẫn là đẹp nhất, quả nhiên thật sự là không giống với. Kiều Phượng Nhi đáng thương lập tức không chịu nổi, nàng vội vàng dùng tay bảo vệ những vị trí mấu chốt của mình, nhưng hai tay không che được ba điểm, vì vậy nàng cực kỳ khó xử, chỉ có thể trừng mắt hung dữ nhìn Hạ Thiên. Này, anh còn xem nữa sao? Là cô cho tôi xem đủ mà. Hạ Thiên tỏ ra vô tội, sau đó có chút bất mãn. Này, đừng cho rằng tôi muốn nhìn cô, chỉ là cô cho tôi xem, tôi cũng không phải muốn xem, sợ cô tự ti mà thôi. Thật ra tôi đã nói với cô rồi, xương nha đầu tốt hơn cô rất nhiều. Này, sắc lang chết tiệt anh nói đủ chưa, tôi không tốt sao anh nhìn say sưa như vậy. Kiều Phượng Nhi có chút tan vỡ, nàng phát hiện mình không bực bội vì bị lưu manh này chiếm tiện nghi, mà bị hắn chiếm tiện nghi rồi còn tỏ ra không muốn. Trước đó, hắn thấy ngực nàng lớn thì xấu, bây giờ lại nói cơ thể nàng không tốt, còn nói dáng người nàng không tốt. Kiều Hoàng Nhi ở bên cạnh, lúc bắt đầu nàng cũng cảm thấy tình huống khá xấu hổ, làm nàng không được tự nhiên. Nhưng sau khi nghe hai người náo loạn một lúc, nàng cũng không nhịn được mà mở miệng. Này, hai người có thể dừng liếc mắt đưa tình, trước tiên làm chút chính sự được không? Hoàng Nhi, này, ai liếc mắt đưa tình? Kiều Phượng Nhi lập tức giải thích. Đúng vậy, cô ấy không phải vợ tôi cần gì phải liếc mắt đưa tình với cô ấy. Hạ Thiên cuối cùng cũng có lúc thống nhất ý kiến với Kiều Phượng Nhi. Hạ Thiên nhìn Kiều Hoàng Nhi, sau đó còn nói thêm. Nhưng cô nói cũng đúng, tôi thật sự rất bận rộn, cũng không nên lãng phí thời gian, nhanh chóng tẩy tủy thôi. Hạ Thiên lấy ngân châm ra, hắn đâm lên người Kiều Phượng Nhi không chút dấu hiệu. Kiều Phượng Nhi cảm thấy cơ thể mềm nhũn, đứng không vững, ngã xuống mặt đất phòng tắm. Cũng may trong phòng tắm có ghế nằm, Hạ Thiên thuận tiện đỡ Kiều Phượng Nhi xuống ghế nằm, sau đó tiếp tục vận châm như bay, nhanh chóng thi triển đệ tứ châm. Nghịch thiên đệ tứ châm đã không còn gì làm khó Hạ Thiên, chưa đến 10 phút thì Kiều Phượng Nhi đã được tẩy tủy xong. Cơ thể nàng vốn không mảnh vải che thân, bây giờ tuy vẫn vậy nhưng lại có một tầng nước bùn làm quần áo, che đậy tất cả những gì trên người. Trước tiên cô giúp cô ấy tắm rửa, sau đó tôi sẽ tẩy tủy cho cô. Hạ Thiên thu hồi ngân châm rồi nói với Kiều Hoàng Nhi.
Kiều Hoàng Nhi rất nghe lời, nàng nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ cho Kiều Phượng Nhi, sau đó khi Kiều Phượng Nhi mặc quần áo thì Kiều Hoàng Nhi cũng rất tự giác chuẩn bị. Cởi quần áo. Hạ Thiên lúc này nói một câu. Không cần cởi quần áo. Sao? Kiều Hoàng Nhi chợt sững sờ. Kiều Phượng Nhi cũng sững sốt. Này, anh có ý gì? Anh có phải không muốn tẩy tủy cho Hoàng Nhi không? Anh đã đồng ý sẽ tẩy tủy cho cả hai đấy nhé. Cô không thông minh một chút sao? Hạ Thiên có chút mất vui. Tôi nói là không cần cởi quần áo, chưa nói không tẩy tủy, không cần cởi quần áo cũng có thể tẩy tủy. Vậy sao anh muốn tôi cởi quần áo? Kiều Phượng Nhi lập tức có chút bi phẫn, đây là loại khốn kiếp gì, làm sao cứ gây khó cho nàng như vậy? Này, nể mặt cô làm bữa tối, tôi cảm thấy không nên làm bẩn quần áo của cô, vì vậy mới để cô cởi quần áo ra. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Anh! Kiều Phượng Nhi cực kỳ khó hiểu, tất nhiên nàng không tin lý do này của Hạ Thiên, nàng đã hiểu, sắc lang Hạ Thiên này chính là muốn lừa nàng cởi quần áo cho hắn xem. Kiều Hoàng Nhi thì dở khóc dở cười, Hạ Thiên này đúng là không biết nghĩ gì, với bộ dạng này của hắn, nàng khẳng định nếu hắn có bỏ lên người Kiều Phượng Nhi, dù Kiều Phượng Nhi sẽ mắng vài câu nhưng sẽ tuyệt đối không đuổi xuống. Nàng cũng không tin đến mức này thì Kiều Phượng Nhi không có ý nghĩa với hắn, dù sao thì Kiều Phượng Nhi cũng đã từng cho hắn mát xa ngực, lúc nãy còn ưỡn ngực cho hắn xem nữa mà. Hạ Thiên này có ánh mắt nhìn vào như muốn cởi sạch quần áo của người ta, nhưng lại gạt để Kiều Phượng Nhi cởi quần áo, chẳng lẽ người này thật sự có ý nghĩ cổ quái. Kiều Hoàng Nhi dù rất nghi ngờ nhưng nghe nói mình không cởi quần áo thì cũng thở ra, nàng và Hạ Thiên dù sao cũng không quá quen thuộc, nàng cũng không muốn phát sinh tình huống mập mờ với hắn, nàng cảm thấy mình nên an phận với kiếp nha hoàn là được. Cô nằm xuống ghế đi. Hạ Thiên nói với Kiều Hoàng Nhi. Kiều Hoàng Nhi nằm xuống theo lời của Hạ Thiên, mà Kiều Phượng Nhi cũng không nói gì, vì nàng lo lắng mình làm náo loạn sẽ mất đi cơ hội để Kiều Hoàng Nhi được tẩy tủy, nếu muốn mắng hắn thì cũng chỉ chờ đến lúc tẩy tủy xong cho Kiều Hoàng Nhi mà thôi. Nhưng khi Kiều Hoàng Nhi được tẩy tủy xong, Kiều Phượng Nhi không thể không ở lại để tắm rửa cho Kiều Hoàng Nhi, mà Hạ Thiên thì chạy mất, đến lúc này Kiều Phượng Nhi thật sự không thể nào mắng hắn. Đêm đã khuya, Hạ Thiên vẫn ngồi trên ghế salon trên phòng khách, vì quá trình vận công của Cố Hàm Xương chưa chấm dứt, tuy không có vấn đề nhưng vì an toàn, hắn cần phải quan tâm. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đã từ phòng tắm đi ra, cả hai đều ăn mặc chỉnh tề, sau đó thì đi lên lầu. Kiều Phượng Nhi trước khi đi chỉ trừng mắt nhìn Hạ Thiên, không mắng hắn, điều này cũng có chút không bình thường. Tất nhiên có lẽ bây giờ cũng đã quá muộn, Kiều Phượng Nhi không muốn âm thanh của mình quấy nhiều Kiều Tiểu Kiều. Vì Kiều Tiểu Kiều đã đi ngủ từ lâu. Biệt thự này đến đêm khá quạnh quẽ, Tiểu Yêu Tinh và công chúa Sama cũng không ở đây, ngoài Kiều Tiểu Kiều và hai nàng Kiều Phượng Nhi, cũng chỉ có Hạ Thiên và Cố Hàm Xương. Còn phải chờ một giờ nữa. Hạ Thiên dứt khoát nhắm mắt lại, hắn nằm trên ghế salon, với công lực của hắn bây giờ có thể biết được tất cả tình huống trong biệt thự. Vì vậy hắn biết Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đã lên lầu nghỉ ngơi, cả hai còn chưa đi ngủ. Hắn cũng biết lúc này Kiều Tiểu Kiều đang ngủ rất ngon. Hắn biết chắc Cố Hàm Xương còn cần một giờ nữa để vận công, như vậy mới có thể làm cho kim đan vững chắc, sau đó mới chính thức là cao thủ kim đan kỳ, chính thức bước chân vào cánh cửa tu tiên. Chờ đợi là tình huống chán ngán, Hạ Thiên chờ mãi, đến khi tiến vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ thì chợt thấy bên cạnh có tiếng động, hắn vô thức hỏi. Xương nha đầu, đã thành kim đan rồi sao? Chồng, là em. Một giọng nói êm ái truyền vào trong tai Hạ Thiên. Hạ Thiên cuối cùng cũng mở to mắt, hắn ngồi thẳng người, thấy Kiều Tiểu Kiều mặc đồ ngủ tiến đến bên cạnh. Vợ, không phải em đang ngủ sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Sao lại đi lên? Em có chút khát nước, đứng dậy uống nước, thấy anh ngủ trên ghế salon, vì vậy mới đi lại xem. Giọng điệu của Kiều Tiểu Kiều rất dịu dàng, trong mắt mang theo chút khó hiểu. Chồng, sao anh phải ngủ trên ghế salon? Chỗ này chẳng phải không có phòng, anh cũng có thể vào phòng em nằm ngủ. Anh đang làm hộ pháp cho Xương nha đầu. Hạ Thiên cũng không che giấu với Kiều Tiểu Kiều, hắn ngưng thần dò xét một lúc, sau đó còn nói thêm. Hôm nay anh dùng đệ ngũ châm cho Xương nha đầu, chị ấy còn cần nửa giờ nữa mới thật sự là cao thủ kim đan, anh cần phải ngồi đây xem, để tránh chị ấy bị quấy rầy. Thì ra là vậy. Kiều Tiểu Kiều đi đến bên cạnh ghế salon, nàng ngồi xuống bên cạnh Hạ Thiên. Chồng, chị Vân Mạn đã điện thoại cho em, nghe chị ấy nói thì vài ngày nữa anh phải đi đâu phải không? Đúng vậy.
Hạ Thiên nhớ đến chuyện này thì có chút buồn bực. Thần tiên tỷ tỷ để anh tìm cách biến Dạ Ngọc Mị thành vợ, anh cảm thấy điều này thật sự khó khăn. Dạ Ngọc Mị, Kiều Tiểu Kiều có chút kinh ngạc. Đúng vậy, tuy cô ấy rất đẹp, hơn nữa trước kia còn có ơn cứu thần tiên tỷ tỷ, cũng có quan hệ tốt với thần tiên tỷ tỷ, nhưng anh vẫn rất muốn đánh chị ta, bây giờ thần tiên tỷ tỷ lại bảo anh phải tìm cách lấy chị ta làm vợ. Hạ Thiên vô tình nói. Hơn nữa người phụ nữ chết tiệt kia cũng không thích anh, mà anh cũng không biết chị ta thích gì, muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng khó, không biết bao lâu mới xong. Chồng, cũng đừng lo, không có chuyện gì làm không được, tôi tin tưởng cậu sẽ nhanh chóng làm tốt. Kiều Tiểu Kiều cổ vũ Hạ Thiên một lượt, nhưng sau đó cũng không khỏi ngáp một cái. Vợ, em có vẻ rất buồn ngủ, em đi ngủ trước đi. Hạ Thiên nhìn Kiều Tiểu Kiều, sau đó cười cười nói. Đêm nay em phải ngủ cho ngon, tối mai sợ rằng sẽ khó ngủ đấy. Kiều Tiểu Kiều không kịp phản ứng. Chồng, tối mai có chuyện gì sao? Vợ, vài năm trước chúng ta đã bái đường thành thân, nhưng còn chưa động phòng, đêm mai là lúc chúng ta động phòng. Hạ Thiên cười hì hì nói. Kiều Tiểu Kiều đỏ mặt, sau đó nàng khẽ gật đầu. Được, chồng, em đi ngủ trước. Kiều Tiểu Kiều đi rất nhanh, Hạ Thiên cũng không có vấn đề, cũng không phải tối nay hắn không muốn động phòng, nhưng bây giờ hắn còn phải làm hộ pháp cho Cố Hàm Xương. Hơn nữa nguyên nhân quan trọng nhất là bây giờ rạng sáng, nếu động phòng thì chẳng phải quá ngắn sao. Hắn và Tiểu Kiều động phòng cũng không thể vội vàng như vậy. Kiều Tiểu Kiều thật sự rất buồn ngủ, vì vậy nên không lâu sau đã ngủ say. Một lát sau Hạ Thiên đứng dậy lên lầu, đẩy cửa vào phòng của Cố Hàm Xương. Thiếu gia. Cố Hàm Xương lúc này mở to mắt, dù trong bóng tối, không mở đèn nhưng nàng vẫn có cảm giác mắt rất sáng, rất có thần, lúc này nàng đã chính thức thành kim đan, sải bước vào trong giới tu tiên. Xương nha đầu, bây giờ tôi muốn tăng phần thưởng cho chị. Hạ Thiên đi đến thò tay vào sao sao gờ ngực của nàng, linh hoạt tiến vào bên trong. Chương 1291, trò đùa của Kiều Phượng Nhi. Dù trước đó Cố Hàm Xương đã biết không lâu sau mình sẽ được Hạ Thiên trợ giúp tiến vào kim đan kỳ, nhưng lúc này nàng thật sự cảm nhận được kim đan trong người, nàng vẫn không thể kích chế được kích động. Trăm năm qua nàng luôn vì mục đích này mà cố gắng, nàng hầu như bỏ qua tất cả, bỏ qua người nhà, bỏ qua cuộc sống nguyên bản, ẩn cư thâm sơn, khắc khổ tu luyện, vì một ngày có thể bước chân vào cánh cửa tu tiên. Khi kim đan đại thành thì sẽ chính thức hoàn thành giấc mộng trăm năm của nàng. Vì giấc mộng này mà nàng đã trả giá rất nhiều. Vì giấc mộng này mà Cố Hàm Xương đã từng không nói chuyện cảm tình với vị hôn phu của mình, vì gánh nặng tình yêu nam nữ sẽ ảnh hưởng đến tu luyện. Trước đó không lâu vị hôn phu kia vì thành tựu kim đan mà không tiếc bán nàng cho một người đàn ông khác. Khoảng thời gian gần đây Cố Hàm Xương rõ ràng cảm nhận được tu tiên có thể làm cho người ta điên cuồng, dù là Trang Vận Đông, Gia Cát Vấn Thiên đều điên cuồng vì kim đan. Nhưng trăm năm trước nàng thấy đám người tu tiên dần bỏ mạng, nàng cũng dần mất hy vọng. Nhưng bây giờ tất cả đã thay đổi, sau khi gặp mặt Hạ Thiên, tất cả đã khác, nàng chợt phát hiện mình muốn thành kim đan, mà điều này lại quá đơn giản. Nàng thậm chí không cần tu luyện, chẳng phải làm gì, Hạ Thiên có thể làm được tất cả. Lúc này trăm năm tu luyện hình như không có chút ý nghĩa nào, trăm năm đó thậm chí không bằng một cây ngân châm của Hạ Thiên. Không, vẫn có ý nghĩa. Giống như những lời của Hạ Thiên nói với Cố Hàm Xương trước đó không lâu, nàng tu luyện trăm năm không phải vì trường sinh bất lão, mà là vì gặp được hắn, gặp được Hạ Thiên hắn. Nếu như nàng không tu luyện trăm năm, nàng đã sớm là đống cho cốt, nàng sao có thể gặp được Hạ Thiên lúc này còn chưa đến 20 tuổi. Trăm năm có thể gặp mặt nhau, Cố Hàm Xương dùng trăm năm tu luyện để đổi lấy cơ hội được gặp Hạ Thiên, và người đàn ông này có thể dùng y thuật thần kỳ của hắn để cho nàng đạt thành ước nguyện. Mà sau này nàng sẽ thuộc về hắn, chỉ thuộc về hắn, một mình hắn mà thôi. Thiếu gia, để tôi cởi áo cho cậu. Khi Hạ Thiên cố gắng cởi thắt lưng cho Cố Hàm Xương, lúc này Cố Hàm Xương cũng đặt tay lên người hắn. Tối nay Cố Hàm Xương dùng hết toàn lực, cố gắng hầu hạ, nàng dùng phương pháp trực tiếp nhất để cảm tạ người đàn ông của mình. Dù ở phương diện này nàng chưa có nhiều kỹ xảo, nhưng sự nhiệt tình của nàng cũng làm cho Hạ Thiên cảm giác được rất rõ. Sáng sớm. Hạ Thiên vừa nhắm mắt định nghỉ ngơi một lát thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, đồng thời còn kèm theo âm thanh mất hứng của Kiều Phượng Nhi. Này, dậy, dậy. Tôi vừa mới ngủ. Hạ Thiên mất hứng trả lời. Kiều tiểu thư tìm anh có việc, mau ra đây. Kiều Phượng Nhi càng gõ cửa mạnh tay.
Hạ Thiên nhìn cơ thể hoàn mỹ nằm sấp lên người mình của Xương Nha Đầu, khoảnh khắc này cũng không muốn bỏ đi. Lúc này nha hoàn đang nằm trên người hắn, đã ngủ say, mà bây giờ hắn thật sự còn chưa thể ngủ. Hạ Thiên khẽ thoát khỏi cánh tay quấn quanh người của Cố Hàm Xương, hắn cuối cùng cũng phải mặc quần áo, ngáp ra khỏi phòng, nhưng phát hiện Kiều Phượng Nhi không có ở bên ngoài. Hạ Thiên chợt có chút buồn bực, Kiều Phượng Nhi này không phải nói tìm mình có việc sao? Bây giờ chạy đâu rồi? Khi Hạ Thiên đang dùng siêu năng lực để kiểm tra tình huống trong biệt thự thì chợt buồn bực, bên trong biệt thự có 5 người, 4 người đang ngủ, chỉ có duy nhất 2 người không ngủ, một là Kiều Phượng Nhi, hai là hắn. Lúc này Tiểu Kiều vẫn còn đang ngủ, điều này còn chưa tính, Kiều Phượng Nhi gạt hắn thức dậy, bây giờ lại chạy đi ngủ. Hạ Thiên chợt có ý nghĩ muốn lật Kiều Phượng Nhi lên đánh cho một trận, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện nàng đã có dự kiến trước, nàng đã khóa trong phòng. Nếu là phòng người khác thì Hạ Thiên sẽ đá văng cửa, nhưng đây là phòng của Kiều Tiểu Kiều, hắn không muốn làm vậy. Nhưng Hạ Thiên vẫn nhanh chóng tìm được phương pháp, hắn không vào được bằng cửa chính thì vào bằng đường cửa sổ. Vì vậy mà chưa đến một phút sau, Hạ Thiên đã nhảy vào phòng ngủ của Tiểu Kiều từ cửa sổ, sau đó xốc mền lên. Á! Một tiếng thét vang lên nhưng không phải là của Kiều Phượng Nhi, mà là của Kiều Hoàng Nhi. Lúc này Kiều Hoàng Nhi và Kiều Phượng Nhi nằm chung giường, hơn nữa Kiều Hoàng Nhi chỉ mặc quần dưới, phần trên cứ để không. Mền bị nhấc lên, Kiều Hoàng Nhi tất nhiên sẽ tỉnh lại, sau đó nàng thấy trong phòng có thêm một người đàn ông, vì vậy mà tự nhiên thét lên. Nhưng sau khi phát hiện ra người đàn ông kia là ai thì nàng có chút buồn bực, đây là chuyện gì? Cũng may Hạ Thiên không nhìn nàng, hắn bế Kiều Phượng Nhi lên rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Này, anh làm gì vậy? Kiều Phượng Nhi có chút luống cuống, nàng tất nhiên đang tỉnh ngủ, nàng cũng không ngờ Hạ Thiên lại nhảy vào từ cửa sổ, sau đó xốc chăn mền của nàng lên, đúng là lưu manh. Lừa gạt tôi sẽ có kế cục không tốt. Hạ Thiên tát lên mông của Kiều Phượng Nhi. Đừng tưởng rằng cô là nha hoàn thì tôi không đánh. Này, ai bảo anh tối qua cùng nha hoàn kia làm loạn, âm thanh quá lớn, làm hại chúng tôi cả tối không ngủ ngon. Anh không cho tôi ngủ ngon, tất nhiên tôi cũng sẽ không cho anh ngủ ngon. Kiều Phượng Nhi thở phì phì nói. Đét! Hạ Thiên vỗ lên mông Kiều Phượng Nhi, lần này dùng lực khá lớn, Kiều Phượng Nhi đau đến mức kêu lên thành tiếng. Này, anh biến thái sao? Dùng lực lớn như vậy. Kiều Phượng Nhi tức giận mắng. Đàn ông đánh mông của phụ nữ sao? Lưu manh này sao lại làm vậy? Hạ Thiên không nói gì, chỉ quay lại phòng của Cố Hàm Xương, trực tiếp ném Kiều Phượng Nhi lên giường. Anh làm gì? Kiều Phượng Nhi chợt kinh hoàng, đặc biệt khi thấy Cố Hàm Xương không mảnh vải che thân thì nàng càng hoảng, nhưng nàng cũng có chút ghen ghét. Cố Hàm Xương này đúng là quá tốt, đẹp quá, đúng là không có thiên lý, sao lại tốt hơn cả nàng thế kia? Hạ Thiên ngáp một cái rồi trực tiếp ngã lên giường. Tôi có chút buồn ngủ, mặc kệ cô tốt nhất đừng nhúc nhích, nếu không tôi sẽ cởi sạch cô ra, cho làm bạn với Xương Nha Đầu. Hạ Thiên nói xong lời này thì nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Kiều Phượng Nhi chợt ngẩn ngơ, sau đó ngoan ngoãn nằm một bên, không nói và bất động. Mặc quần áo ngủ bên cạnh xác lang này còn tốt hơn là không mặc gì. Hạ Thiên thật sự ngủ ngay, nhưng chưa đến nửa giờ sau đã có điện thoại đánh thức. Sáng hôm nay xem ra không ngủ ngon. Hạ Thiên buồn bực lấy điện thoại xem, thì ra là cô bạn gái Vương Tiểu Nha, đúng là không có biện pháp, hắn phải nghe máy. Này, Tiểu Nha, có gì sao? Hạ Thiên dùng giọng mất hết sức lực nói. Hạ Thiên ca ca, hôm nay em được nghỉ, anh đến đưa em đi chơi nhé. Âm thanh trong trẻo dễ nghe của Vương Tiểu Nha truyền đến, cuối cùng nàng còn bổ sung. Đúng rồi, anh của em có mặt ở đây, anh ấy còn nói sẽ có cuộc gặp mặt 4 người. Gặp mặt 4 người. Hạ Thiên có chút buồn bực. Anh của em gặp mặt ai? Em cũng không biết rõ, hình như là bạn gái. Vương Tiểu Nha cười hì hì. Hạ Thiên ca ca, anh đến không? Đến nhà đón em nhé. Sau đó chúng ta đi đến gặp 2 người bọn họ. Được rồi, anh sẽ qua. Hạ Thiên cuối cùng cũng đồng ý. Hì hì, Hạ Thiên ca ca thật tốt, lát nữa em sẽ đứng ở cổng khu dân cư chờ anh. Vương Tiểu Nha nói rất vui, sau đó cúp điện thoại. Hạ Thiên phải mặc quần áo đi ra, Kiều Phượng Nhi thấy hắn đi ra thì cũng thở ra một hơi, một lát sau đã ngủ say. Kiều Hoàng Nhi ở cách vách chợt bực bội, nàng thật sự quá vô tội, nàng không chọc ai, sao mới sáng sớm đã có người giật mền. Sau này nàng quyết định, phải mặc đầy đủ phụ kiện khi đi ngủ. Hạ Thiên đi đến cổng khu dân cư của Vương Tiểu Nha,
khi đó đã thấy nàng đứng ngay cổng. Nàng vẫn mặc váy đồng phục, xinh đẹp phi phàm, động lòng người, nếu không phải vẻ mặt quá ngây thơ, người ta sẽ khôn ngờ nàng chưa đến 13 tuổi. Vì với cơ thể của nàng, nếu nói là 16 cũng có người tin, dù sao thì thiếu nữ 16 mới có thể phát dục như Vương Tiểu Nha vào lúc này. Hạ Thiên ca ca, anh đến rồi. Vương Tiểu Nha nhào sang ôm cánh tay Hạ Thiên. Đi thôi, anh đang chờ ở cổng trường Đại học Giang Hải. Hạ Thiên kéo tay Vương Tiểu Nha chạy về phía trường Đại học Giang Hải, mà nàng còn nói thêm. Đúng rồi, Hạ Thiên ca ca, anh của em nói, chúng ta đừng nói ra thân phận thật sự. À, anh ấy nói chúng ta đừng bộc lộ thân phận, vì lúc này bạn gái còn chưa biết thân phận thật sự của anh ấy. Anh của em chơi trò giả vờ sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Không phải, anh của em nói không thích những người phụ nữ đến vì tiền, vì vậy anh ấy muốn một người phụ nữ bình thường. Bây giờ anh ấy đang theo đuổi một cô bạn gái cùng lớp, cô ấy không biết anh ấy là đại ca giang hồ. Vương Tiểu Nha giải thích. Hạ Thiên ca ca, thật ra em cảm thấy giả vờ người thường cũng rất thú vị, anh hãy giả vờ theo em, anh nói anh là sinh viên, nhưng đừng nói học ở trường Đại học Giang Hải. Anh không phải đổi tên đấy chứ? Hạ Thiên suy nghĩ. Cả thành phố Giang Hải này đều biết tên anh. Chương 1292, ánh mắt có vấn đề. À, điều này cũng không có vấn đề, anh em nói bạn gái mình không biết nhiều tin tức trên xã hội, là cô gái chỉ ở trong nhà, vì vậy sẽ không biết anh là ai. Vương Tiểu Nha nhanh chóng nói. À, vậy thì được, anh sẽ nói mình là sinh viên Đại học Thể dục Thể thao. Hạ Thiên thuận miệng nói, hắn chỉ biết hai trường đại học ở thành phố Giang Hải, đó là trường Đại học Giang Hải và Đại học Thể dục Thể thao. Nếu không thể nói là sinh viên trường Đại học Giang Hải, như vậy chỉ có thể nói là sinh viên Đại học Thể dục Thể thao. Hạ Thiên ca ca, nhìn bộ dạng của anh cũng không giống như sinh viên Đại học Thể dục Thể thao. Vương Tiểu Nha háy mắt. Những sinh viên Đại học Thể dục Thể thao rất cao lớn. Hạ Thiên chợt mất vui. Em nói anh không cao sao? Hạ Thiên ca ca, em cảm thấy anh như vậy là vừa vặn, đám người trong trường Đại học Thể dục Thể thao cao quá cũng không hay. Giống như đám người khổng lồ vậy. Vương Tiểu Nha nghiêm trang nói. Điều này cũng không sai khác nhiều lắm. Hạ Thiên cuối cùng cũng thỏa mãn, sau đó còn nói thêm. Nhưng vợ Tịnh Tịnh khá cao, như vậy là phù hợp. Hạ Thiên ca ca, sau này em cũng sẽ cao như chị Thư Tịnh. Vương Tiểu Nha trả lời, nàng dù gì cũng cùng Thư Tịnh tham gia lớp học tập cấp tốc, tất nhiên biết rõ vợ Tịnh Tịnh theo lời của Hạ Thiên chính là người đẹp Thư Tịnh. Là người đẹp từng được gọi là đệ nhất mỹ nữ xe hơi. À, rất tốt, dáng người của em sẽ được như vợ Tịnh Tịnh. Hạ Thiên cũng rất có lòng tin, Vương Tiểu Nha mới 12 tuổi đã phát triển như vậy, lớn lên sẽ tuyệt đối là kẻ gây họa, nếu không hắn cũng sẽ chẳng chọn nàng làm bạn gái. Vương Tiểu Nha tự tin ngẩng cao đầu, nàng tin tưởng sau này mình còn hấp dẫn hơn những bà vợ khác của Hạ Thiên, sau này nàng sẽ là bà vợ được sủng ái nhất. Không nói anh là sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao, mà là sinh viên trường Đại học Sư phạm. Hạ Thiên còn nói thêm. Vâng, nói anh ở Đại học Sư phạm. Vương Tiểu Nha thấy ý kiến của Hạ Thiên là khá tốt. Sau khi thương thảo tốt, hai người bước nhanh hơn, chưa đến một lúc sau đã thấy tên mập Vương Kiệt. Anh, chúng em đến rồi. Vương Tiểu Nha nói một câu. Vương Kiệt chợt xoay người, hắn thấy Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha, sau đó chợt vui sướng. Vội vàng đi đến. Đại ca, Vương Kiệt khẽ bắt chuyện với Hạ Thiên. Anh, em đã nói với Hạ Thiên ca ca, bây giờ Hạ Thiên ca ca là sinh viên Đại học Sư phạm, là bạn trai của em, đừng nói lộ ra. Vương Tiểu Nha nhanh chóng nói. Vâng, cảm ơn đại ca. Vương Kiệt vội vàng gật đầu. Anh còn chưa cảm ơn đại tẩu là em. Vương Tiểu Nha có chút mất hứng. Vương Kiệt có chút buồn bực, Tiểu Nha đầu này đúng là không ra gì. Là em gái của hắn mà cứ bày ra bộ dạng làm chị. Thôi khỏi, hôm nay cũng không cần anh cảm ơn, này, mau giới thiệu bạn gái cho chúng em đi. Vương Tiểu Nha lúc này tỏ ra khá thoải mái. Vương Kiệt cuối cùng cũng thở phào, hắn chạy đi, sau đó nhanh chóng đưa một cô gái đến. Cô bé này thật sự là nhỏ nhắn xinh xắn, thật sự không chút phù hợp với bộ dạng mập như heo của Vương Kiệt. Với ánh mắt của Hạ Thiên, cô gái này không đẹp. Nhưng Vương Tiểu Nha thấy bạn gái của anh mình là không tệ, dù không đẹp như mình nhưng cũng có thể coi là người đẹp, chủ yếu là chị ta có vẻ rất dịu dàng. Cô gái này đeo một cặp kính, giống như bị cận thị, cô nàng khẽ vẫy tay với Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha, cười cười, cũng không nói gì, hình như có chút xấu hổ.
Đây là Cao Khiết, là bạn học của anh. Cao Khiết, đây là em của anh, là Vương Tiểu Nha, còn đây là bạn trai của em gái anh, Hạ Thiên, em của anh đang học ở trường trung học cơ sở Giang Đại Phụ, mà Hạ Thiên là sinh viên đại học sư phạm. Vương Kiệt lúc này đơn giản giới thiệu cả hai bên. Anh, cô ấy là bạn học của anh sao? Không phải là bạn gái à? Vương Tiểu Nha tỏ ra ngạc nhiên. Tên của hai anh chị cũng rất xứng đôi, một là Vương Kiệt, một là Cao Khiết, âm rất giống nhau. Tiểu Nha, đừng nói nhiều, Cao Khiết chỉ tạm thời là bạn học của anh, cô ấy còn chưa đồng ý làm bạn gái của anh. Vương Kiệt vội vàng nói, sau đó di chuyển chủ đề. Đừng nói về vấn đề này nữa, trước tiên chúng ta tìm một chỗ ăn sáng, sau đó thương lượng xem sẽ đi đâu chơi. Được. Vương Tiểu Nha cũng không có ý kiến gì, nàng thật sự còn chưa ăn sáng. Người bình thường tất nhiên ăn sáng cũng bình thường, lúc này Vương Kiệt muốn giả vờ là sinh viên bình thường, tất nhiên sẽ có cuộc sống bình thường, bữa sáng không thể quá xa xỉ. Vì vậy mà kết quả là bọn họ đến một quán bán điểm tâm sáng cách cổng trường Đại học Giang Hải không quá xa, ăn một bữa sáng chưa đến 30 đồng. Sau khi ăn xong thì hành trình hôm nay cơ bản đã được xác định, Vương Kiệt vốn định di du ngoạn hai địa điểm, một là núi, hai là sông, núi chính là công viên của Giang Hải, nơi đây giá vé không đắt, bên trong còn có các món nướng, hình như không thích hợp với sinh viên. Mà sông chính là Hồ Bắc, nếu nói một cách tương đối thì vé vào Hồ Bắc có hơi đắt, nhưng bây giờ khí trời ấm áp, đến Hồ Bắc sẽ được thấy người đẹp mặc bikini. Vương Kiệt và Vương Tiểu Nha thương lượng với nhau, không quyết định được nên đi đâu trước, vì vậy mà Hạ Thiên ở bên cạnh mới quyết định, trước tiên đi đến công viên, sau đó đến Hồ Bắc. Thật ra đối với Hạ Thiên thì núi hai sông đều không có lực hấp dẫn, từ nhỏ hắn đã sống trên núi, công viên ở Giang Hải trong mắt hắn không phải là núi. Còn sông, hắn thật ra đã đến Hồ Bắc, cũng đã từng dạo chơi một tháng ngoài biển, nếu nói chơi trong Hồ Bắc vui vẻ thì chạy ra biển chơi còn vui hơn. Sau khi xác định được lộ tuyến, bốn người nhanh chóng chạy đi, sau khi đợi ở nhà chờ được vài phút, bọn họ bắt xe đến công viên. Đúng là không có biện pháp, thân là sinh viên. Ngồi xe taxi đến công viên thì quá xa xỉ, thôi thì ngồi xe buýt sẽ phù hợp với thân phận hơn. Điều này cũng làm cho Hạ Thiên có thêm một phần kinh nghiệm đi xe buýt, nhưng lần này hắn đi xe rất bình tĩnh, từ trường Đại học Giang Hải đến công viên chỉ mất một giờ, không có chuyện gì phát sinh. À, cuối cùng cũng đã đến nơi. Sau khi mua vé đi vào công viên, Vương Tiểu Nha cảm khái một tiếng. Thứ này mà cũng được gọi là núi rừng sao? Hạ Thiên thầm nói. Đúng là rừng cỏ. Nếu nói nơi này là rừng cỏ cũng không quá khoa trương, tất nhiên nếu so sánh nơi này với cây cối ở Thanh Phong Sơn, thật sự là như vậy. Đại ca, chỗ này thì có gì chơi? Vương Tiểu Nha hỏi. À, trước tiên chúng ta leo núi, sau đó đi ăn đồ nướng. Đúng rồi, trong chỗ này có dịch vụ chèo thuyền, có hồ nước nhưng không lớn như Hồ Bắc. Tất nhiên chiều nay chúng ta sẽ đi Hồ Bắc, vì vậy cũng không chèo thuyền, còn có trò cưỡi ngựa. Hai người muốn thử không? Vương Kiệt tất nhiên đã làm công tác chuẩn bị. Được rồi, trước tiên chúng ta đi leo núi, sau đó đi cưỡi ngựa, cuối cùng ăn món nướng coi như dùng cơm trưa. Sau khi ăn xong sẽ sang Hồ Bắc, Hạ Thiên ca ca, anh xem có được không? Vương Tiểu Nha vẫn trưng cầu ý kiến của Hạ Thiên. Được. Hạ Thiên cũng không có ý kiến gì, dù sao đối với hắn thì chơi ở hồ nào cũng như nhau, muốn nói có chút hấp dẫn thì có lẽ là cưỡi ngựa. Vì hắn thật sự chưa từng cưỡi ngựa. Cao Khiết, anh giúp em đeo ba lô. Leo núi cần có thể lực, vì vậy Vương Kiệt xung phong đeo ba lô cho Cao Khiết, tuy cái ba lô rất nhẹ, chưa đến 2 ký. Hạ Thiên ca ca, anh cũng cầm túi sách cho em. Vương Tiểu Nha cũng đưa ba lô của mình cho Hạ Thiên, dù đối với nàng thì chuyện leo núi này chỉ là trò trẻ con, nhưng nàng cũng thích náo nhiệt, khi ra ngoài chơi thì bạn trai cần phải xách túi cho bạn gái. Cao Khiết đưa ba lô cho Vương Kiệt, nàng là một cô gái trước nay chỉ ở trong nhà, vì vậy thể lực không cao. Khi thấy Hạ Thiên nhận ba lô của Vương Tiểu Nha thì nàng có chút kỳ quái, thật ra nàng luôn cảm thấy kỳ quái, Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha thật sự là một đôi không bình thường. Thật ra khi vừa gặp mặt hai người Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha thì Cao Khiết đã thấy không bình thường, vì Vương Tiểu Nha tuy tương đối cao, thực tế xem dáng người hay chiều cao thì Vương Tiểu Nha cũng không kém Cao Khiết. Vì vậy Cao Khiết cho rằng Vương Tiểu Nha cũng đã 17-18 tuổi. Nhưng vừa rồi khi lên xe thì nàng nghe nói Vương Tiểu Nha còn chưa đến 13 tuổi, hơn nữa còn đang học cấp 2, không phải học sinh cấp 3. Một sinh viên nói lời yêu thương với học sinh cấp 3 thì còn có thể hiểu, nhưng một sinh viên yêu một học sinh cấp 2, hơn nữa còn chưa đến 13 tuổi,
thật sự quá quỷ dị. Nhưng Cao Khiết là một người hướng nội, vì vậy dù nàng cảm thấy kỳ quái cũng không hỏi, ngược lại còn tỏ ra an tâm leo núi. À, leo núi cũng không đúng, phải nói là đi bộ một lúc. Nhưng đối với một cô gái luôn nhốt mình trong phòng và ít vận động như Cao Khiết thì đi một đoạn đường ngắn cũng rất khổ sở, vì vậy mà đi được nửa giờ thì Cao Khiết đã không thể nào chịu nổi, sau đó Vương Kiệt có cơ hội cầm tay nàng kéo đi. Hạ Thiên ca ca, anh nói xem, anh của em mập như vậy, sao lại kiếm một cô gái gầy như vậy làm người yêu? Vương Tiểu Nha nhìn hai người phía trước tay trong tay mà không chịu cô đơn, nàng khoác cánh tay của Hạ Thiên, sau đó ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Đơn giản thôi, ánh mắt của chú em ấy có vấn đề. Hạ Thiên thuận miệng nói. Hừ, nhưng sao em lại thấy ánh mắt của Cao Khiết có vấn đề nhỉ? Vương Tiểu Nha nói. Sao chị ấy lại thích anh em được? Vì ánh mắt của hai người bọn họ đều có vấn đề, vì thế mới có câu nồi nào vung đó. Hạ Thiên trả lời. Hay, đúng vậy, Hạ Thiên ca ca đúng là siêu cấp thông minh. Vương Tiểu Nha hưng phấn la lên. À, anh tất nhiên là như vậy. Hạ Thiên sẽ tuyệt đối không khiêm nhường, hắn nói dứt lời thì ổ lên. Anh của em hình như đang cãi nhau với người ta. Chương 1293, không phục. Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha thật sự cách hai người Vương Kiệt và Cao Khiết một đoạn tương đối xa, tất nhiên không phải là bọn họ đi không nhanh, căn bản là cố ý rơi lại phía sau, xem như cho Vương Kiệt một cơ hội tỏa sáng với Cao Khiết. Nhưng hai người kia đang tay trong tay phát triển thuận lợi thì chẳng biết làm sao chợt có xung đột với một nhóm người khác, vừa rồi Hạ Thiên cũng không chú ý, cũng không biết bọn họ nói điều gì. Bây giờ khi nghe lại cẩn thận mới phát hiện vấn đề, sự việc hình như có liên quan đến Cao Khiết. Đàn ông cãi nhau thường chỉ vì phụ nữ, nếu đàn ông và đàn ông cãi nhau vì phụ nữ thì không có gì là lạ, nhưng một người đàn ông và một người phụ nữ vì một người phụ nữ khác mà cãi nhau, hình như có chút không bình thường, trừ khi là vợ chồng vì vợ bé mà cãi nhau. Nhưng lúc này Vương Kiệt không phải cùng Cao Khiết cãi nhau, mà đang tranh cãi với một người phụ nữ khác. Cao Khiết, cô học giỏi lắm sao? Trước đó cô học phổ thông cũng giỏi nhất, thì đại học cũng điểm cao nhất, như vậy thì ngon sao? Tôi chán ghét loại người như cô, chỉ biết cả ngày đi mách lẻo với cô. Cô gái kia có dáng người cao gầy, tương đối khá, nhưng với ánh mắt của Hạ Thiên, hắn có thể thấy được, cô gái kia không thiếu tình huống được đàn ông khai phá. Cô có im đi không, đừng quấy nhiễu bạn gái của tôi. Vương Kiệt rất bất mãn, đặc biệt khi thấy Cao Khiết bị cô gái kia mắng mà không nói một lời, hắn càng thêm tức giận. Này, thằng mập chết bầm, bà đây chửi nó, thế nào? Mày muốn chơi sao? Nhào vô đi cưng, xem mày lợi hại hay bạn trai của tao lợi hại. Cô gái rất kiêu ngạo, nói xong thì kéo người đàn ông bên cạnh, là một tên thanh niên cao lớn trẻ tuổi. Rõ ràng người phụ nữ này nổi giận cũng là bình thường, vì ngoài người bạn trai cao lớn, còn có hai cặp nam nữ khác đi bên cạnh nàng, nếu muốn chơi thì bên nàng chiếm ưu thế tuyệt đối. Thôi, chúng ta đi. Cao Khiết cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng hắn chỉ kéo tay Vương Kiệt, nàng khẽ nói. Ơ, đi sao, không có mặt mũi nhìn mặt tôi sao? Cô gái cao gầy càng đắc ý. Tôi cũng không nói oan cho cô, trước kia cô cứ vài ngày là mách lẻo với cô giáo, cô cho rằng mình giỏi lắm sao? Tôi đã sớm nói với cô rồi, cô học giỏi còn không bằng tôi có gương mặt đẹp, cô thi đậu trường đại học Giang Hải thì sao? Còn không phải mỗi ngày cắm đầu vào máy tính, kiếm một thằng mập là bạn trai sao? Tôi thi đại học mỹ thuật, bây giờ mỗi bức tranh đã bán được giá 20.000. Sau này dù cô tốt nghiệp, đừng nói là mỗi tháng, một năm chưa chắc cũng có được 20.000. Anh, cô ta nói anh là thằng mập chết bầm, tuy anh thật sự mập nhưng còn chưa chết, đánh cô ta đi. Vương Tiểu Nha chợt nói một câu, nàng và Hạ Thiên vừa đi đến. Vương Kiệt siết chặt nắm đấm, hắn thật sự muốn đánh người, nhưng bây giờ hắn vẫn cố nhịn. Đúng là không có biện pháp, nếu bây giờ đánh nhau thì hắn thật sự không có ưu thế, mà Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha đánh đấm rất tốt. Nhưng bây giờ không phải bọn họ đang giả vờ sao? Ngô Hiểu Lộ, cô không nên quá mức, tôi chỉ không muốn tranh cãi với cô mà thôi, tranh cãi với loại người như cô là không đáng. Cao Khiết cuối cùng cũng phản kích, tuy tính cách của nàng có hướng nội nhưng không có nghĩa là nàng ngốc nghếch. Năm đó cô ngồi sau tôi đã sớm nghe cô nói, cô làm gì không liên quan đến tôi, nhưng cô đừng làm ảnh hưởng đến tôi. Cô đi học mà chỉ chơi game trên điện thoại, cùng nói chuyện với bạn trai. Tôi đã nhắc nhở vài lần, cô không những chẳng nghe, còn ngày càng làm tới, vì vậy tôi phải nói với giáo viên. Cô có gương mặt xinh đẹp làm tiền vốn, cô có thể không cần học tập,
nhưng cô đừng làm ảnh hưởng đến việc học của tôi. Hạ Thiên ca ca, cô ấy thật ra cũng không đẹp đẽ gì, xấu phát ớn. Vương Tiểu Nha lúc này nói một câu. Cô gái tên là Ngô Hiểu Lộ chợt dùng ánh mắt hung hăng nhìn Vương Tiểu Nha. Nhìn cái gì, không phục sao, không phục thì cứ đứng đó mà mơ được xinh đẹp như tôi đi. Vương Tiểu Nha trừng mắt nhìn Ngô Hiểu Lộ, nàng tuyệt đối không sợ hãi. Mà những lời nói của nàng chỉ kém không làm cho Ngô Hiểu Lộ tức chết, vì dù là Ngô Hiểu Lộ thì cũng không thể không thừa nhận cô gái kia lớn lên quá đẹp, làm cho nàng căn bản không thể nào phản bác. Vì vậy Ngô Hiểu Lộ lại một lần nữa chuyển hướng sang Cao Khiết. Cao Khiết, cô có bản lĩnh nói bậy vậy sao? Ai ảnh hưởng đến cô? Chính cô ghen ghét mà thôi, cô ghen ghét vì tôi đẹp, ghen ghét vì nam sinh đều thích tôi. Bây giờ cô ghét tôi có bản lĩnh hơn cô, ghen ghét vì một bức tranh của tôi có thể bán được giá 20.000, ghen ghét vì bạn trai của tôi đẹp trai hơn tên mập chết bầm của cô. Ngô Hiểu Lộ, cô có phải đang ép tôi nói ra những chuyện hư hỏng trước kia của mình sao? Cao Khiết căm giận nói. Cái gì mà chuyện hư hỏng? Thời phổ thông chẳng phải tôi không thích học sao? Cô muốn nói gì, có gì mà không được? Ngô Hiểu Lộ tỏ ra chẳng quan tâm. Cô nghĩ những gì mình làm không ai biết sao? Cao Khiết cuối cùng cũng không thể kiên nhẫn được nữa. Với thành tích của cô cũng không thể nào được vào Đại học Mỹ thuật, còn những bức tranh của cô, tưởng tôi không biết sao? Có muốn tôi nói ra không? Cô nói hưu nói vượn. Vẻ mặt Ngô Hiểu Lộ cuối cùng cũng biến đổi, hình như có chút kinh hoàng. Không muốn tôi nói ra thì biến ngay, tôi đến đây dạo chơi, không phải cãi nhau. Cao Khiết căm giận nói. Vẻ mặt Ngô Hiểu Lộ chợt trở nên âm trầm, nàng không biết Cao Khiết biết được những thứ gì, nhưng nàng cũng không dám đánh bạc, nếu nàng cứ như vậy nhận thua bỏ đi thì cũng quá mất mặt. Hiểu Lộ, thôi, chúng ta đi chơi, đều là chuyện của quá khứ rồi, còn nói gì nữa. Lần này một cô gái mở miệng nói. Cô gái này cũng là bạn của Ngô Hiểu Lộ, khi thấy tình huống có chút không phù hợp thì mở miệng hạ bậc thang cho Ngô Hiểu Lộ. Được rồi, tôi cũng không muốn so đo với người này, miễn ảnh hưởng đến tâm tình của chúng ta. Ngô Hiểu Lộ cũng không tính là ngốc, nàng đã được bạn gái cho ra bậc thang, vì vậy mà kéo tay bạn trai bỏ đi. Vương Tiểu Nha nhìn đám người kia bỏ đi mà không khỏi hỏi một câu. Này, chị Cao Khiết. Ngô Hiểu Lộ kia cuối cùng làm ra những chuyện gì mà không muốn cho ai biết. Phù, cuối cùng cô ấy cũng đi. Cao Khiết lúc này khẽ vỗ ngực, nàng khẽ thở ra. Khi nghe được câu hỏi của Vương Tiểu Nha thì nàng dùng ánh mắt xấu hổ nhìn. Thật ra chị cũng không rõ lắm, chị chỉ dọa cô ấy mà thôi, nhưng trước kia chị cũng được nghe nhiều lời đồn đãi, nói rằng cô ấy có thể lên học ở Đại học Mỹ thuật chính là vì có quan hệ bất chính với một giảng viên. Vì thế mà giảng viên kia với quan hệ trong trường đã giúp đỡ cô ấy. Chị còn nghe nói bây giờ mỗi bức tranh của cô ấy bán được giá 20.000 nhưng thật ra vẽ rất kém, nói là bán tranh thực tế là bán mình, ai mua một bức tranh sẽ được cô ấy bao một tháng. Sao? Vương Tiểu Nha chợt kinh ngạc. Bộ dạng như vậy mà cũng được 20.000 một tháng à? Thật ra chị cũng không rõ, có lẽ không phải là thật. Cao Khiết khẽ nói. Xem ra là như vậy, 8 phần là thật. Sợ rằng còn làm chuyện xấu xa hơn. Vương Tiểu Nha bĩu môi. Người này tự cho là mình xinh đẹp, chị Cao Khiết, thật ra em thấy chị đẹp hơn cô ta nhiều. Thôi, đừng nhắc đến vấn đề này nữa, chúng ta tiếp tục thôi, chỉ đi một chút nữa sẽ đến khu cưỡi ngựa. Vương Kiệt lúc này mở miệng nói, trong lòng cảm thấy giả vờ này thật sự quá khổ, sớm biết như vậy thì sẽ không giả vờ, nhưng bây giờ đã đi được nửa đường, căn bản khó thể tiếp tục. 10 phút sau Hạ Thiên lần đầu tiên cũng có được kinh nghiệm cưỡi ngựa, sau đó hắn phát hiện cưỡi ngựa cũng đơn giản, hắn cưỡi chạy vài vòng, vững như Thái Sơn, ngựa cũng tương đối nghe lời. Sau đó hắn cùng Vương Tiểu Nha cưỡi chung một ngựa chạy vài vòng, thật sự rất vui. Sau khi Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha cưỡi ngựa chán thì đến lượt Vương Kiệt và Cao Khiết. Vương Tiểu Nha cực lực giật dây cho hai người bọn họ ngồi chung một ngựa, Vương Kiệt tất nhiên cầu còn chưa được, mà Cao Khiết có chút do dự, cuối cùng cũng đồng ý. Hai người nhanh chóng lên ngựa, Cao Khiết ngồi sau lưng Vương Kiệt, nàng cũng rất phối hợp khi ôm eo hắn. Không lâu trước đó, khi ở trước cổng trường Đại học Giang Hải thì Vương Kiệt còn nói nàng là bạn học, nhưng xem ra từ bây giờ, quan hệ giữa hai người đã biến thành tình nhân. Loại ngựa trong những công viên thế này thật ra đã được huấn luyện, tính cách ôn hòa, dù không bị cưỡi hay bị cưỡi cũng không có gì nguy hiểm. Vương Kiệt và Cao Khiết cưỡi ngựa chạy vài vòng cũng không có vấn đề gì ngoài ý muốn. Nhưng khi bọn họ chạy được vòng thứ 2,
trong khu cưỡi ngựa xuất hiện thêm vài người, bọn họ chính là nhóm người Ngô Hiểu Lộ vừa rồi. Nhìn qua thì nghĩ rằng bọn họ đến cưỡi ngựa, nhưng Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha thật sự không quan tâm, vì công viên này không nhỏ nhưng chỗ chơi thì không nhiều, bọn họ gặp lại nhau cũng không lạ. Đám người kia đứng bên cạnh sân, điều này vốn rất phù hợp, nhưng khi Vương Kiệt và Cao Khiết cưỡi ngựa chạy qua, Ngô Hiểu Lộ chợt hét lên một tiếng. Tiếng hét này thật sự kinh thiên động địa, ngay cả Vương Tiểu Nha cũng hoảng sợ, Hạ Thiên thì nhíu mày, tiếng thét quá khó nghe. Không những Vương Tiểu Nha hoảng sợ, đám người đi theo Ngô Hiểu Lộ cũng không ngờ nàng hét lên như thế, vì vậy mà cũng càng sợ hãi. Điều này vốn cũng không có vấn đề, thực tế cũng không phải chỉ có người hoảng sợ, còn có thất mã đang chạy qua người Ngô Hiểu Lộ. Con ngựa chợt kinh hoàng, nó dựng đứng người lên, Vương Kiệt và Cao Khiết ngồi trên lưng ngựa cũng không kịp đề phòng mà bị hất văng. Á! Cao Khiết hô lên kinh hoàng. Khi thấy anh mình sắp ngã xuống, Vương Tiểu Nha cuối cùng cũng không nhịn được, nàng vội vàng lóe người tiếp được Vương Kiệt và Cao Khiết. Hai người Vương Kiệt coi như tránh khỏi tình huống xấu, nếu không, dù không ngã chết cũng bầm mặt. Này, cô cố ý sao? Vương Tiểu Nha trừng mắt bất mãn nhìn Ngô Hiểu Lộ. Đang yên đang lành, cô gào lên làm gì? Chương 1294, nơi công cộng không được hét lên. Vương Kiệt và Cao Khiết ở bên kia còn kinh hồn bất định, nhưng khi nghe được lời nói của Vương Tiểu Nha thì cả hai đều không biết nói gì. Tiểu Nha đầu này đúng là quá mạnh mẽ, nhưng lời nói như vậy cũng không phải một cô gái ở độ tuổi như nàng nói ra chứ. Tôi hét lên thì sao? Liên quan gì đến cô? Ngô Hiểu Lộ tuyệt đối không tỏ ra yếu thế, nàng chỉ nghĩ mãi mà không rõ, Vương Kiệt và Cao Khiết rõ ràng đã ngã từ trên ngựa xuống, vì sao giống như không có việc gì, đứng vững trên mặt đất như vậy. Không riêng gì Ngô Hiểu Lộ không hiểu rõ, những người khác cũng không hiểu, ngoài Hạ Thiên thì những người khác thật sự không thể nào thấy rõ động tác của Vương Tiểu Nha. Với thân pháp của Vương Tiểu Nha, người thường căn bản không thể nào thấy được rõ ràng, nếu nhìn kỹ thì chỉ thấy một chiếc bóng mà thôi. Dù Cao Khiết được Vương Tiểu Nha cứu giúp nhưng lại tưởng mình may mắn, nghĩ rằng Vương Kiệt đỡ nàng, mà Vương Kiệt tuy không thấy rõ nhưng có thể đoán ra, Vương Tiểu Nha cứu mình một lần. Sở dĩ hắn cho rằng đó không phải là Hạ Thiên, vì Hạ Thiên còn đứng ở xa, mà Vương Tiểu Nha thì đứng ngay bên cạnh bọn họ. Giáo viên của chị không dạy nơi đây là chỗ công cộng, không thể gào lên sao? Vương Tiểu Nha có bản lĩnh cãi nhau tương đối khá. Nếu giáo viên của chị chưa dạy, vậy thì về học lại đi. Giáo viên của cô dạy thứ này sao? Là giáo viên nam hay nữ? Tôi thấy nhất định là nam giáo viên, có phải khi tan học thì người này dạy cho cô biết nên kêu như thế? Nào không? Ngô Hiểu Lộ cũng không thua kém, càng nói càng độc đáo. Vương Tiểu Nha quay sang nhìn Vương Kiệt. Anh, có nên giả vờ nữa không? Em muốn đánh cô ta. Hừ, không giả vờ gì nữa, giả trang làm gì, đánh cho anh. Vương Kiệt cảm thấy mình làm được hai chuyện. Đó chính là đám công tử nhà giàu trong phim hay giả trang để đi tán gái, không lâu sau khi khắc khẩu với Ngô Hiểu Lộ, hắn tuy cảm thấy không muốn tiếp tục giả vờ nhưng vẫn cố ý một nửa này nửa kia, nhưng bây giờ hắn cũng không nhịn được nữa, con bà nó đúng là khó khăn. À, cuối cùng cũng giải phóng. Vương Tiểu Nha vui vẻ nói một câu, sau đó bàn tay trắng nõn chợt vung ra. Chỉ thấy một tiếng bốp vang lên, gương mặt cũng có vẻ xinh đẹp của Ngô Hiểu Lộ chợt xuất hiện năm dấu ngón tay đỏ tươi. Ngô Hiểu Lộ chợt choáng váng, đám người đi cùng với nàng cũng chợt ngây người, sự phùng trí này thật sự ngoài sức dự đoán của mọi người. Cô dám? Ngô Hiểu Lộ lúc này mới kịp có phản ứng. Bốp! Lại là một tiếng tát tai vang dội, Ngô Hiểu Lộ còn chưa nói dứt lời thì nửa mặt còn lại chợt xuất hiện dấu năm ngón tay đỏ tươi. Này, sao cô lại dám đánh? Lúc này bạn trai của Ngô Hiểu Lộ chợt có phản ứng, hắn dùng giọng phẫn nộ chỉ trích Vương Tiểu Nha. Vì Vương Tiểu Nha thật sự rất xinh đẹp, cho nên bạn trai của Ngô Hiểu Lộ cũng chưa ra tay. Con khốn nạn, tao liều mạng với mày. Ngô Hiểu Lộ chợt nổi điên phóng về phía Vương Tiểu Nha. Vương Tiểu Nha tung một đá vào bụng Ngô Hiểu Lộ, lúc này Ngô Hiểu Lộ rên lên một tiếng rồi ngã xuống mặt đất. Ghét nhất loại người như cô. Vương Tiểu Nha đạp ngã Ngô Hiểu Lộ xuống đất, còn cảm thấy chưa hết giận, sau đó nàng chụp lấy Ngô Hiểu Lộ, nhảy dựng lên rơi xuống lưng con ngựa đang kinh hoàng chạy loạn. Vương Tiểu Nha quăng Ngô Hiểu Lộ xuống lưng ngựa, sau đó chính mình thì quay về chỗ cũ, không có bất kỳ điều gì cần lo lắng, một giây sau Ngô Hiểu Lộ đã rơi xuống ngựa. Mọi người chợt trợn mắt há mồm, không phải vì Ngô Hiểu Lộ từ trên lưng ngựa rơi xuống,
mà lúc này bọn họ mới thấy Vương Tiểu Nha bay tới bay lui trên không trung, thật sự giống như có khinh công vậy. Điều này, sao lại như vậy? Cô, rốt cuộc cô là ai? Bạn trai của Ngô Hiểu Lộ đã chủ động đứng ra, hắn cũng thấy năng lực thần kỳ mà Vương Tiểu Nha biểu hiện ra, điều này làm hắn nhớ đến một lời đồn đãi, điều này làm hắn cảm thấy hoảng sợ. Không đen đủi vậy chứ? Ở địa phương này mà gặp phải tên khốn trong truyền thuyết kia sao? Anh hỏi tôi là ai làm gì? Vương Tiểu Nha trừng mắt nhìn tên bạn trai của Ngô Hiểu Lộ rồi nói. Này, các người có tiếp tục không? Tôi vừa vặn đã lâu rồi chưa được đánh người. Vương Tiểu Nha nói đến đây thì vẫy vẫy tay với Hạ Thiên cách đó không xa. Hạ Thiên ca ca, anh có muốn chơi đùa chút không? Hạ Thiên. Bạn trai của Ngô Hiểu Lộ chợt cảm thấy hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ xuống, may mà có người bên cạnh đưa tay đỡ, như vậy mới làm cho hắn đứng ổn định. Hạ Thiên lóe người đi đến trước mặt Vương Tiểu Nha, sau đó hắn ngáp một cái. Thôi bỏ đi, không có gì hay, Tiểu Nha em thích thì cứ chơi một mình. Điều này, Thiên ca, thật sự xin lỗi, xin lỗi. Chúng tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn. Bạn trai của Ngô Hiểu Lộ đưa mắt nhìn Hạ Thiên, giọng điệu run rẩy, chỉ kém khóc òa lên. Lúc này đám người đi cùng hắn đều có vẻ mặt bất an, bọn họ cũng phải người ngu, tất nhiên sẽ hiểu, bọn họ đã đắc tội với kẻ không nên trêu vào. Cậu cũng biết tôi sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn đối phương. Đúng vậy, Thiên ca, anh, đại danh của anh, chúng tôi, cả trường tôi không ai không biết anh. Tôi là sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao, chuyện giữa anh và Thư Tịnh, chúng tôi đều biết. Tên sinh viên đáng thương này trước đó rất lanh mồm nhanh miệng, lúc này trực tiếp nói lắp bắp rất khó coi. À, thì ra là như vậy, vậy thì cút mau, tôi cũng không có tâm tình ức hiếp các cậu. Hạ Thiên phất phất tay, bộ dạng mất kiên nhẫn. Hạ Thiên thật sự không nói dối, lúc này hắn thật sự không có tâm tình ức hiếp đối phương, nhưng nếu đám khốn kiếp này muốn ức hiếp hắn, như vậy thì đừng trách. Thiên ca, tôi, chúng tôi sẽ đi. Người nọ vội vàng gật đầu, sau đó cố gắng áp chế nỗi sợ hãi mà bỏ đi, đám người bên cạnh cũng nhanh chóng đuổi kịp. Còn Ngô Hiểu Lộ mới té từ trên ngựa xuống, căn bản bị bỏ quên. Hạ Thiên ca ca, chúng ta đi ăn món nướng thôi. Vương Tiểu Nha cũng lười quan tâm đến Ngô Hiểu Lộ. Được. Hạ Thiên cảm thấy chơi không bằng ăn. Khi thấy Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha chạy đến quán nướng, Cao Khiết nãy giờ hồ đồ chóng mặt cũng không nhịn được mà phải hỏi. Vương Kiệt, em của anh rốt cuộc là ai? Sao giống như cao thủ võ lâm như vậy? Cao Khiết, có một số việc anh muốn nói cho em biết. Vương Kiệt cuối cùng cũng quyết định không muốn giả trang, hắn cảm thấy mình nếu còn muốn giả vờ thì không bằng trực tiếp cho rồi. Đã từng có kết quả điều tra, nếu một người đàn ông có tiền giả vờ không tiền để theo đuổi một cô gái, sau khi bị cô gái phát hiện thì ít nhất có 90% là cô gái này sẽ tiếp tục yêu thương tên đàn ông kia. Tất nhiên nếu một người đàn ông nghèo khó mà giả vờ giàu có để theo đuổi, đến khi cô gái phát hiện ra, ít nhất thì cũng có 9 phần là hai bên sẽ đoạn tuyệt quan hệ. Điều tra này có chính xác hay không, cũng không ai nói cho rõ, nhưng ít nhất đến bây giờ thì Vương Kiệt nói thẳng với Cao Khiết, sau đó Cao Khiết cũng không tức giận, nàng chỉ có chút ngạc nhiên mà thôi. Nàng không chỉ ngạc nhiên về thân phận của Vương Kiệt, thậm chí càng thêm hứng thú với thân phận của cô em gái Vương Tiểu Nha xinh đẹp của Vương Kiệt. Đặc biệt là lúc này, Cao Khiết thật sự rất có hứng thú, thực tế thì nàng cũng lần đầu tiên chứng kiến trận đấu thế này. Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha đang có một trận đấu, hai người đều nướng một tảng thịt lớn, đang xem ai nướng chín nhanh hơn, đáng lý ra điều này cũng không có gì là lạ, vấn đề là ở công cụ nướng. Công cụ nướng của Vương Tiểu Nha rất bình thường, cũng là lò nướng, khung nướng, giống như của những người khác, nhưng công cụ nướng của Hạ Thiên chính là tay. Anh ta đang làm ma thuật sao? Cao Khiết khẽ hỏi Vương Kiệt. Vương Kiệt lắc đầu. Tuy anh cũng không hiểu rõ, nhưng đó không phải là ma thuật, đại ca của anh rất lợi hại, còn lợi hại hơn em gái của anh nhiều. Vương Kiệt cũng không muốn giấu giếm, nếu đã không giấu giếm thì dứt khoát nói Hạ Thiên là đại ca của mình. Có thể dùng tay để nướng thịt sao? Cao Khiết vẫn cảm thấy rất khó tưởng. Anh cũng không rõ ràng lắm, chúng ta chỉ cần đứng nhìn là được. Vương Kiệt thật sự không quá rõ với chuyện này. Hắn biết Hạ Thiên là võ lâm cao thủ, nhưng chính hắn lại vô duyên với chuyện tập võ, bây giờ cũng không có tính toán sẽ đi học võ, vì em gái đã nói rõ, hắn không có thiên phú ở phương diện này. Hơn nữa bây giờ hắn có một cô em gái là cao thủ, hắn cảm thấy mình không cần phải học thứ gì khác. Trời,
trên tay của anh ấy rõ ràng. Cao Khiết lúc này chợt hô lên kinh hoàng, lúc này khối thịt bò trên tay Hạ Thiên chợt vang lên những âm thanh xèo xèo. Lúc này dù không thể tưởng nhưng Cao Khiết cũng không thể không tin, Hạ Thiên thật sự có thể dùng tay nướng chín thịt. Vài phút sau. À, Hạ Thiên ca ca, em thắng rồi, em đã nướng xong. Vương Tiểu Nha hưng phấn nói. Khụ khụ, em nên xem đại ca đang làm gì cái đã. Vương Kiệt nhìn không được phải nhắc nhở em gái. Vương Tiểu Nha quay đầu nhìn, ngay sau đó chợt ủ rũ. Hạ Thiên ca ca, em là bạn gái của anh không thể thua em một lần sao? Được, lát nữa anh sẽ cố ý thua em. Hạ Thiên nhét miếng thịt bò cuối cùng vào miệng, sau khi nhai nuốt vài cái thì cười hì hì nói. Như vậy anh đã cố ý thua, cũng không có ý nghĩa. Vương Tiểu Nha bĩu môi. Nếu anh thua thì chỉ có thể là cố ý. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Vì chỉ cần anh không muốn thua thì sẽ không thua. Này, Hạ Thiên ca ca, anh nói những lời này thật sự rất hay, rất có tính cách điệu. Hai mắt Vương Tiểu Nha chợt tỏa sáng, giống như một fan hâm mộ vậy. Anh vẫn luôn như vậy. Hạ Thiên có tâm tình khá tốt, cô bạn gái nhỏ này có thể phát hiện ra hắn như vậy, nếu là những bà vợ khác thì sẽ không cách nào chứng kiến được điều này. Chương 1295, đêm nay có thể ở lại. Hạ Thiên cũng không tiếp tục lấy tay nướng thịt, tuy hắn có thể sử dụng nó để nướng chín thịt nhanh hơn, nhưng thực tế thì như vậy cũng tốn công lực. Khoảng thời gian kế tiếp Hạ Thiên chợt phát hiện mình biến thành kẻ chuyên nướng thịt, vì Vương Tiểu Nha phát hiện, dù là nướng theo kiểu bình thường thì nàng cũng kém Hạ Thiên, mà bỏ vào thứ gì thì nàng cũng không hiểu, tóm lại những thứ gì nàng nướng ra đều có hương vị rất kém. Điều này thật ra cũng là bình thường, vì dù là Vương Tiểu Nha hay Vương Kiệt và Cao Khiết cũng không có kinh nghiệm ở phương diện này. Tuy nướng thịt cũng không cần có kỹ xảo gì đặc biệt, thực tế nướng chín thịt cũng dễ dàng, không cần kỹ thuật cao, nhưng muốn nướng cho vừa độ lửa, lại có hương vị tốt, đây tuyệt đối là thứ cần kinh nghiệm. Hạ Thiên không phải là một kẻ am hiểu chuyện nấu nướng, nhưng hắn tương đối có kinh nghiệm khi nướng thịt vừa độ lửa, vì trước kia hắn thường xuyên nướng thức ăn trên núi. Lúc này hắn nướng thịt còn Vương Tiểu Nha ở bên cạnh thì chờ đợi. Vương Tiểu Nha hôm nay cũng được ăn khá nhiều, chính là Hạ Thiên muốn cô bạn gái của mình ăn nhiều. Hắn chỉ hy vọng nàng ăn nhiều sẽ trổ mã hơn. Tốc độ nướng của Hạ Thiên là rất nhanh, Vương Tiểu Nha cũng ăn rất nhanh, kết quả cuối cùng là không bao lâu sau nàng đã ăn no. Lúc này Vương Kiệt bắt đầu đề nghị rời khỏi công viên, đi đến Hồ Bắc. Chuyện xảy ra vào sáng hôm nay thật sự làm cho Vương Kiệt và Cao Khiết không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, mà Vương Tiểu Nha đã ăn no, tất nhiên nàng cũng vui vẻ muốn bỏ đi. Còn Hạ Thiên, hắn càng không có vấn đề. Vì thế mà bốn người rời khỏi công viên vào lúc vừa qua 12 giờ. Lần này bọn họ không cần ngồi xe buýt, cũng không cần bắt taxi, vì đã sớm có xe chờ sẵn. Thiên ca. Đám người cùng chào hỏi Hạ Thiên. Chị Nha. Đám người kia cũng không dám chậm trễ với Vương Tiểu Nha. Cuối cùng bọn họ mới nhìn Vương Kiệt và Cao Khiết. Kiệt ca, Kiệt tẩu. 7-8 chiếc xe xa hoa, 10 tên đàn ông mặc tây trang. Phô trương này tất nhiên không là gì với Hạ Thiên, nhưng Cao Khiết thì khác, nàng cực kỳ sững sờ, vì vậy mà cũng quên phản đối cách xưng hô là Kiệt tẩu. Nửa giờ sau bốn người đến Hồ Bắc, nhưng lúc này cuộc ước hội giữa bốn người trở thành ước hẹn tư nhân, Vương Kiệt đưa Cao Khiết đến hòn đảo giữa hồ, còn Hạ Thiên không có hứng thú với hòn đảo đó, hắn trực tiếp đưa Vương Tiểu Nha đến một hòn đảo khác, chính là thần tiên đảo thuộc về hắn. Này, Hạ Thiên ca ca, đây là đảo anh mua sao? Đúng là quá lớn. Vương Tiểu Nha cực kỳ hưng phấn, lúc này nàng đứng trên một hòn đảo lớn nhất trong số 3 hòn đảo, là thần tiên đảo số 1. Đúng vậy, đây chính là nhà của chúng ta sau này. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn chỉ tay vào một kiến trúc xa hoa trên đảo. Chỗ đó sau này sẽ là nhà của chúng ta. Ôi, quá lớn, lại có phong cách châu Âu. Vương Tiểu Nha cực kỳ hưng phấn. Đúng lúc này bên cạnh vang lên một âm thanh. Không phải chỉ thuần túy là phong cách châu Âu, thật ra là Âu Trung kết hợp. Vì nghĩ đến cảm nhận của mỗi người, có sở thích không giống nhau, vì vậy tôi mời 10 nhà thiết kế đỉnh cấp trong nước đến đây, bọn họ cùng nhau sắp xếp kiến trúc. Nói chuyện không phải là ai khác, chính là Tiền Đa Đa, vừa rồi Hạ Thiên đã điện thoại gọi Tiền Đa Đa. Hạ Thiên, hôm nay cậu muốn đến xem xét tiến độ sao? Tiền Đa Đa đi đến bên cạnh Hạ Thiên rồi hỏi. Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Thiên đến thần tiên đảo, thực tế trước đó không lâu hắn đã đến chỗ này, nhưng vài lần trước đó hắn cũng không nhìn kỹ.
Lần trước hắn đã đến nơi này, vì nơi này có một sân bay trực thăng của hắn. Đúng vậy, tôi muốn xem chỗ này thế nào rồi, tôi nghĩ lần sau mình đến thì có thể ở lại được rồi. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó chỉ vào tòa nhà kiến trúc lớn nhất. Nơi đó đã xây xong rồi chứ? Tiền Đa Đa khẽ gật đầu. À, đã xây xong, nhưng còn phải lắp đặt các trang thiết bị, phương diện này trước đó đã được tôi trưng cầu ý kiến của các tiểu thư, nhưng cậu cũng có thể đi xem, nếu có. Gì không hài lòng, còn có thể sửa. Không sao, các chị ấy thích là được. Hạ Thiên cũng không có yêu cầu quá cao với nhà ở, chỉ cần các bà vợ thích là được, hắn sẽ không có ý kiến. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Nói chung thì đến lúc nào là xong. Thật ra những phần xây dựng cơ bản đã xong, tổng cộng có 3 đảo, đảo này lớn nhất, tất nhiên sẽ là khu nhà chính của các người. 2 đảo còn lại một dùng để cho người hầu, dù sao thì sau này sẽ cần nhiều người hầu, nhưng cậu cũng có thể đến đó ở lại. Tiền Đa Đa bắt đầu giới thiệu kỹ càng về quy hoạch tổng thể của 3 hòn đảo với Hạ Thiên. Ngoài người hầu thì khách đến cũng được sắp xếp ở lại trên đảo, mặt khác tất cả nhu yếu phẩm về cuộc sống của các người sẽ được bảo tồn ở hòn đảo bên kia, hơn nữa sẽ còn có nhiều phương diện giải trí. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sắp xếp này rất tốt, tôi thật sự cần một ít nha hoàn, để cho các cô ấy ở trên hòn đảo kia là được. À, tôi còn tìm 2 đầu bếp, cũng để cho bọn họ ở bên kia. Mặt khác, tên hòn đảo này sẽ có đầy đủ các phương diện giải trí, thể hình, thể thao. Sẽ có bể bơi lớn trong nhà, đồng thời chúng tôi sẽ vây thủy vực giữa 3 hòn đảo này lại, cải tạo vài bãi tắm, tóm lại là tất cả các phương diện đều có, ngoài những thứ đặc biệt trước đó chưa kiến tạo. Ví dụ như Yêu Yêu tiểu thư muốn có yêu tinh biệt huyền, chúng tôi đang bắt đầu xây dựng, còn cần thời gian hoàn thành. Tiền Đa Đa tiếp tục giới thiệu với Hạ Thiên. Còn một hòn đảo khác, ngoài sân bay trực thăng, còn có sân bóng, bóng rổ, sân gôn. À, còn có cả đường đua xe, tuy không thể sử dụng làm đường đua các giải lớn nhưng tự mình đua xe cho vui thì hoàn toàn có thể. Rốt cuộc phải bao lâu nữa mới được đến ở? Vương Tiểu Nha ở bên cạnh có chút hưng phấn. Tôi đã chờ không được nữa rồi. Điều này, nói chung cần khoảng 3 tháng nữa, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, có lẽ trước tháng 7 sẽ xong. Tiền Đa Đa suy nghĩ rồi nói. Bây giờ đang lắp đặt các phương tiện, các khí tài, thảm cỏ, cây cối, còn phải trang hoàng phòng ốc, thật sự cần thời gian. Sau khi trang hoàng thì chúng ta mới có thể vào ở, nhưng nếu như không có bất kỳ kiến trúc nào cần được xây dựng thêm, 3 tháng sau có thể vào ở trong chỗ này. Còn phải đợi 3 tháng nữa sao? Tôi thậm chí muốn vào ở ngay rồi. Vương Tiểu Nha nói với vẻ mặt mơ ước. Tiền Đa Đa nhìn Vương Tiểu Nha, lại nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt có chút mập mờ. Thật ra, Hạ Thiên, nếu cậu thật sự muốn ở đây đêm nay, cũng không phải không thể. Đêm nay có thể ở lại được sao? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên. Tuy ở lâu thì không được nhưng tạm thời chuẩn bị một gian phòng ngủ thì hoàn toàn có thể. À, nói chung là tạm thời trang hoàng, trước buổi tối có thể hoàn thành. Tiền Đa Đa nói rồi nhìn Vương Tiểu Nha, trong lòng thầm nghĩ, Hạ Thiên này chẳng lẽ muốn gây tai họa cho nha đầu kia vào đêm nay chứ? Tuy Vương Tiểu Nha nhìn có vẻ lớn hơn tuổi thật, đàn ông bình thường trên cơ bản gặp nàng đều có ý nghĩ ham muốn. Nhưng Tiền Đa Đa thật sự biết rõ Vương Tiểu Nha. Chỉ mới hơn 12 tuổi, nếu Hạ Thiên thật sự làm như vậy cũng không hay. Vậy anh chuẩn bị cho tôi một phòng, tối nay tôi sẽ dùng. Hạ Thiên lại nói. Tiền Đa Đa không còn gì để nói, Hạ Thiên này thật sự làm những chuyện như vậy sao? Được rồi, trước tiên tôi sẽ chuẩn bị cho các người cứ tùy tiện dạo chơi, nếu thấy gì đó không hài lòng thì cứ nói với tôi. Tiền Đa Đa tuy cảm thấy Hạ Thiên quá cầm thú nhưng cũng không nói gì thêm, hắn cũng hiểu nếu xảy ra cũng không có vấn đề, vì dù sao thì Vương Tiểu Nha cũng sẽ rơi vào miệng sói của Hạ Thiên. Hạ Thiên đưa Vương Tiểu Nha lên đi dạo ở cả 3 hòn đảo, vài giờ qua đi, lúc này hắn mới nhận được điện thoại của Tiền Đa Đa. Trong điện thoại Tiền Đa Đa nói đã sắp xếp xong gian phòng, bất cứ lúc nào Hạ Thiên cũng có thể vào. Tiểu Nha, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên cúp điện thoại rồi kéo Vương Tiểu Nha bước đi. Hạ Thiên ca ca, chúng ta đến nhìn gian phòng đó sao? Vương Tiểu Nha đỏ mặt, nàng có chút căng thẳng, cũng có chút chờ mong. À, không còn sớm, Tiểu Nha, anh đưa em về nhà. Hạ Thiên trả lời, nằm ngoài ý muốn của Vương Tiểu Nha. Hạ Thiên ca ca, anh không phải ngủ lại ở chỗ này sao? Vương Tiểu Nha khẽ hỏi. Đúng vậy, nhưng em không thể ngủ ở chỗ này. Hạ Thiên trả lời.
em còn quá nhỏ, vì vậy anh muốn đưa em về nhà trước. À, biết rồi. Vương Tiểu Nha tuy có chút thất vọng nhưng cũng biết Hạ Thiên nói không sai, nàng thật sự quá nhỏ. Nhưng nàng có chút hiếu kỳ, tối nay Hạ Thiên sẽ ngủ với ai? Nàng cũng không tin Hạ Thiên sẽ ngủ một mình ở chỗ này. Biệt thự của Kiều Tiểu Kiều. Ủa, hôm nay trời mọc đằng Tây sao? Kiều Phượng Nhi vừa xuống lầu thì Hạ Thiên từ bên ngoài đi vào, điều này làm cho Kiều Phượng Nhi có chút ngạc nhiên. Thiếu gia, Cố Hàm Sương đã biết Hạ Thiên quay về, nàng lập tức đón lời. Khi thấy Cố Hàm Sương, Kiều Phượng Nhi không khỏi đỏ mặt, vì nàng nhớ đến chuyện khi sáng, đồng thời không nhịn được phải nhìn vào tư thái của Cố Hàm Sương, trong lòng có chút buồn bực, nàng phát hiện ngoài bộ ngực thì nàng ở trước mặt Cố Hàm Sương căn bản không có ưu thế. Điều này làm cho Kiều Phượng Nhi thật sự không cam lòng, nàng không sánh bằng vợ của Hạ Thiên nhưng lại kém hơn cả nha hoàn sao. Lưu manh chết tiệt này phải tìm một cô gái xinh đẹp như vậy làm nha hoàn sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1295.